chương 1160, cái bóng. Ở đây, hẳn là không thể vận dụng vật phẩm vượt qua sơn hà cảnh, mặc kệ là thần khí hay thần phù. Lăng Hàn kỳ quái, nếu như tòa tháp này là một bảo khí, vậy khí linh này cũng quá trí tuệ đi. Hàng giả đáng ghét, tiểu tháp truyền đến một tiếng oán giận, nó rất ngạo kiều, không thể tiếp thu thần khí khác hình tháp. Mọi người cẩn thận, đồ An nhắc nhở, tuy nơi này hội tụ tám vị sơn hà cảnh mạnh mẽ nhất, nhưng dù sao cũng còn có hai con ghẻ, một khi hai người này có chuyện vậy sẽ tai vạ tới toàn bộ đội ngũ nơi này có đồ vật gì nguy hiểm sao hạ vô khuyết đánh ra một đạo nguyên lực như sóng nước dập dờn cái này không có lực công kích chỉ là một loại thủ đoạn tra xét dù sao nơi này hạn chế thần thức lấy nguyên lực làm vua vòi có thể phát hiện nơi xa xôi hả hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị chỉ vào một góc nói nơi đó có đồ vật mười người thống nhất hành động bước về phương hướng hắn chỉ lúc tới gần đầu tiên là nhìn thấy một bãi máu tươi, sau đó thì nhìn thấy một bộ thi thể bị phân thành sáu đoạn. Nhìn dáng dấp thi thể này, hẳn là bị một yêu thú cỡ lớn tập kích, một chảo xẹt qua, không có bất kỳ chống cự gì, thân thể liền bị xé ra. Đồ An phán đoán, một bên lấy chút huyết dịch lên nhìn. Thời gian tử vong sẽ không vượt qua một nén hương, vậy hẳn là người tiến vào trước, thiệu tư tư gật đầu nói. 10 người đều lộ ra vẻ thận trọng, nguy hiểm không biết mới là nguy hiểm nhất. Đứng ở chỗ này là không thể vượt ải, đi tới đi. Bọn họ tiếp tục tiến lên, mới đầu mọi người còn nói chuyện, nhưng dù sao mới vừa quen, giao tình tự nhiên không sâu, rất nhanh liền giảm thiểu, cuối cùng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân yếu ớt. Cây cột phát sáng, chiếu lên trên người bọn họ, kéo ra cái bóng thật dài, cũng theo bọn họ đi lại mà biến hóa. Lăng hàn tẻ nhạt, bắt đầu đếm cái bóng dưới đất chơi, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, chờ chút, hắn đột nhiên cả kinh, tại sao có thể có 11 cái bóng bọn họ rõ ràng chỉ có 10 người, xuất hiện 11 cái bóng. Ý nghĩa trong bọn họ bất chi bất giác nhiều hơn một người. Cái này vừa nghĩ tới liền để hắn tê cả ra đầu, trong 10 người bọn họ có 8 cái là thiên kiêu mạnh mẽ nhất đương đại, nhưng lại bị trà trộn vào một người cũng không phát hiện. Cái này vẫn là lăng hàn tẻ nhạt đếm cái bóng mới ý thức tới. Ngừng, hắn nói, đội ngũ dừng lại, tất cả mọi người không rõ, đang đi yên ổn, sao đột nhiên kêu dừng. Xảy ra chuyện gì, hạ vô khuyết không kiên nhẫn nói, Kỳ thực hắn rất không muốn đi chung với Lăng Hàn, tuy cái này có thể tiếp xúc gần gũi với Thủy Nhạn Ngọc, nhưng mang theo một người để hắn khó chịu, vậy dĩ nhiên là không có ý nghĩa. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, nếu không phải nơi này cần 10 người đồng thời thông qua, hắn thực không thèm để ý tên kia, ánh mắt hắn đảo qua, nhưng hoàn toàn biến sắc. "Làm sao?" Thủy Nhạn Ngọc vội vàng hỏi, "Nơi này, nơi này là 10 người?" Lăng Hàn có chút khó khăn nói, "Ha ha, Lăng huynh, có phải ngươi quá sốt sắng không?" Toàn Lập Hiên cười nói, đây là một lời giải thích huyền chuyển, cho Lăng Hàn chút mặt mũi, nếu không hắn nhất định sẽ trực tiếp mắng người, có cái gì ngạc nhiên, không phải 10 người, lẽ nào là 9 người, 11 người ngươi mới hài lòng. Hiện tại hắn thật có chút hoài nghi, người như vậy có khả năng thông qua thạch trận sao? Quái lạ, Lăng Hàn lại nhìn mặt đất, sắc mặt càng thêm âm trầm nói. Các ngươi đếm xem, trên đất có bao nhiêu cái bóng. Lăng Hàn, người đủ chưa? Hạ vô khuyết vốn bất mãn với Lăng Hàn, lúc này tự nhiên càng thêm căm tức, trực tiếp sống lên. Tuy những người khác không nói gì, nhưng vẻ mặt đã nói rõ vấn đề. Chờ đã, thiệu tư tư hoa dung thất sắc nói. Các ngươi nhìn cái bóng dưới đất đi, nghe nàng cũng nói như vậy, những người khác cuối cùng nghiêm túc nhìn mặt đất, sau đó, sắc mặt của bọn họ biến đổi. 11 cái bóng, sao có thể có chuyện đó, bọn họ rõ ràng chỉ có 10 người mà thôi, vì sao lại xuất hiện 11 cái bóng? Quái đản, 1, 2, 3, 4, 5, Tất cả mọi người đếm thử, nhưng mặc bọn họ đếm mấy lần, bọn họ cũng chỉ có 10 người, mà cái bóng dưới đất lại 11 cái. Lang Hàn tỉnh táo lại nói, "Mọi người động thử xem." Những người khác gật đầu, dồn dập giơ tay, cái bóng dưới đất đương nhiên cũng làm ra động tác tương đồng, nhưng vấn đề là 11 cái bóng đều như vậy. Từng cái từng cái, Lang Hàn trước tiên giơ tay, lúc này chỉ có một cái bóng động. Mọi người phân biệt nhấc tay, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, xoạt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái bóng từ đầu tới đuôi vẫn không nhúc nhích qua. Giết, Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, nguyên lực phun trào, thần kiếm kích hoạt, có từng đạo từng đạo bảo khí buông xuống, mỗi một đạo đều nặng như núi cao, lại có liệt diễm bốc lên, hóa thành hỏa điểu. Đây là hai loại thần văn trọng lực, hỏa diễm của Lăng Hàn, bị hắn khắc vào tiên ma kiếm, hiện tại đồng thời vận chuyển ra. ầm, um, ánh kiếm bắn một lượt, như mưa tên, mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy cái bóng đã biến trở về 10 cái, nhưng cái bóng thần bí kia lại không thấy tung tích nơi nào cũng tìm không được dù người nơi này đều là thiên kiêu tuyệt đỉnh nhưng hiện tại cũng tê cả ra đầu hồi hộp mãnh liệt ở dưới mí mặt của bọn họ một cái bóng không cánh mà bay bọn họ đều nhìn rất chặt nhưng bởi vì trong nháy mắt công kích kia đánh tới sản sinh ra gợn sóng hơi ảnh hưởng thần thức xuất hiện một tia khoảng cách liền mất đi tâm tích của cái bóng kia đều do ngươi hạ vô khuyết chỉ vào lăng hàn trên mặt đều là vẻ trách cứ nếu không phải ngươi cậy mạnh ra tay, sẽ để đồ vật thần bí kia chạy sao? Hắn đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nguyên bản là nhìn Lăng Hàn khó chịu. Thủy Nhạn Ngọc giận dữ nói, nếu không phải Lăng Hàn nhắc nhở, người căn bản không biết có thêm một cái bóng đang theo dõi chúng ta. Hạ vô khuyết dù sao cũng là thiên kiêu, qua mấy lần đã hết hy vọng với nàng, tự nhiên cũng chém xuống ái mộ trong lòng, nghe vậy chỉ hừ lạnh nói. Là một thành viên trong đội, tự nhiên phải lấy đoàn đội làm trọng, người này tự cho là đúng. Nơi này người nào lực công kích không trên hắn, cần hắn ra tay sao? Hiện tại chỉ là để cái bóng thần bí kia chạy. Lăng Hàn cũng giận nói, sau khi đi ra ngoài, sẽ đánh chết ngươi. chương 1161, quỷ ảnh hiện thân. Hạ vô khuyết cười gần, sau khi đi ra ngoài bị đánh cũng chỉ có thể là Lăng Hàn, đối phương mạnh mẽ chỉ là thể phách cùng sức khôi phục, vậy không phải bị đánh sao? Hắn nói, phụng bồi, ha ha, mọi người vẫn là trước tiên đặt trọng điểm ở làm sao tìm kiếm cái bóng kia đi là cảnh nhân đứng ra khuyên can, vốn chuyện không liên quan tới hắn, nhưng hiện tại mọi người là một đội, ai xảy ra sự cố đều sẽ liên lụy đến toàn bộ đội ngũ. Tô Kinh suy tư nói, các người có từng nghe nói qua có nhân vật, không có thực thể, chỉ có cái bóng hay không? Tất cả mọi người lắc đầu, đây cũng quá tả môn đi. Không cần quan tâm nhiều, mục tiêu của chúng ta là đi ra nơi này, nhìn thấy chúng ta sắp thành công, vậy cái bóng thần bí kia nhất định sẽ ra tay công kích. Đồ An nói, cái này được mọi người tán đồng, nếu như cái bóng thần bí kia muốn ngăn cản bọn họ xông qua cửa ải này vậy khẳng định sẽ ra tay công kích nếu không bọn họ cũng không cần để ý tới nói chung mục tiêu thứ nhất là đi ra nơi này bọn họ lại tiếp tục đi tới nhưng lần này ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên mặt đất nhìn từng cái bóng đang lay động kia tia sáng nơi này đến từ những cây cột kia cũng vì như thế mỗi khi trải qua một cây cột hình thái cái bóng của bọn họ đều sẽ phát sinh biến hóa cũng không biết đi bao lâu số lượng cái bóng lại phát sinh biến hóa Mười người đồng thời ngừng chân, lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy. Cái bóng dưới đất lại gia tăng, hơn nữa. Không phải 11, mà là 12. Dựa vào, quỷ ảnh còn có đồng bọn. Thủy nhạn ngọc không khỏi nhích lại gần lăng hàn một chút. Nàng là nữ nhân, trời sinh sợ hãi đối với những thứ không biết. Huống hồ, ái lang ngay ở bên cạnh, làm cho nàng trong lúc vô tình liền phát lên tâm ỉ lại. Mọi người cũng không mù quáng ra tay, bởi vì hiện tại không biết hai bóng người nào mới thuộc về quỷ ảnh. Tách ra một chút, Mọi người tách ra một khoảng cách nhỏ, bởi vậy, hai bóng người khác liền không thể hỗn tạp ở trong bầy, có vẻ rất đột ngột. Giết, 10 người đồng thời ra tay, mỗi người lộ ra thực lực mạnh nhất. Oanh, ở đây, Lăng Hàn mở ra chân thị chi nhãn, khóa chặt một đạo quỷ ảnh, thân hình nhanh chóng truy đuổi. Quỷ ảnh này nắm giữ năng lực biến hóa linh động, trước còn bằng bóng người của bọn họ, nhưng hiện tại thu nhỏ, hóa thành một điểm đen, nhỏ đến cơ hồ không thể xét, chẳng trách lúc trước để nó bỏ chạy. Lăng Hàn đâm ra một kiếm, tiên ma kiếm hóa thành một vệt sáng, khoái tự kiếm quyết vận chuyển ra, nhanh đến không cách nào hình dung. Phốc, mũi kiếm đâm tới điểm đen, lại có một loại cảm giác như đâm vào thực thể. Lăng Hàn dung thân kiếm lên, lực lượng khổng lồ rung động, oanh tan điểm đen nhỏ này. Nhất thời, vô số hắc khí bốc lên, thậm chí có tiếng lệ khiếu truyền đến. Không, cái này không phải âm thanh, mà là thần thức, truyền vào trong thức hải của Lăng Hàn, gây nên xung kích. Hừ, muốn giao động thần hồn của hắn, đùa giỡn, muốn thương tổn linh hồn của hắn, vậy chỉ ít cũng phải ở cảnh giới cao hơn hắn một đoạn dài, ngay cả Sơn Hà cảnh đại viên mãn cũng không thể xúc phạm tới linh hồn của Lăng Hàn, ở dưới bất diệt thiên kinh rèn luyện, thần hồn của hắn quá cứng cỏi. Tiếng giết phảng phất như hồng thủy gặp phải đê lớn, nhất thời đàn hồi trở lại. Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, công kích này, hoặc là nói hình thái như vậy để hắn có chút quen mắt. Xoạt, chút hắc khí kia lại ngưng tụ lần nữa, hóa thành một cái bóng, sau đó đột nhiên vung cánh tay, leng keng leng keng, lại có năm lợi chảo từ trên tay của nó bắn ra, như năm lưỡi dao sắc bén. Hư, cho mèo, quan vinh đang ở bên cạnh của Lăng Hàn, tự nhiên không cam lòng danh tiếng gì cũng bị Lăng Hàn đoạt đi, lập tức ngưng ra một quyền đánh tới. Trên quả đấm của hắn có 60 đạo thần văn, để cánh tay này như đã biến thành thần binh tuyệt thế. Oanh, nắm đấm đánh vào trên lợi chảo của quỷ ảnh, thần văn phát sáng, nhất thời trận quỷ ảnh, thậm chí còn chấn quỷ ảnh bay ra ngoài. Hiển nhiên, bất kể là lực lượng hay lực chiến đấu quỷ ảnh đều xa xa không phải đối thủ của Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn. Một đòn kiến công, quan vinh nhất thời tự tin tăng vọt. Không biết mới là chuyện kinh khủng nhất, hiện tại con quỷ ảnh này bày ra thực lực nhiều nhất là Sơn Hà Cảnh Đại Cực Vị, chỉ hơi quái lạ mà thôi, quan vinh tự nhiên không cần cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng, cái quỷ ảnh này phảng phất như lăng hàn, nắm giữ sức khôi phục kinh người, hắc khí giật động, nó lập tức biến trở về nguyên hình, lần thứ hai vung tới một móng vuốt. Hàn quang lấp lóe, thân ảnh của nó lay động, như tử thần. Đến lúc này, mọi người tự nhiên rõ ràng, người lúc trước bị chém thi thể không phải yêu thú làm ra, mà là quỷ ảnh này. Nó vùng một đòn liền có thể chém người thành sáu khối, lại thêm thân thể giống như không chết, không thể khinh thường. Lăng Hàn theo vào, đánh ra một cái thất sát chấn hồn thuật. a à, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên ở trong đầu mỗi người, đây là quỷ ảnh kêu rên. Chỉ thấy quỷ ảnh kia đã không thể duy trì dáng dấp ban đầu, mà đang không ngừng biến hóa, một hồi là hình người, một hồi là hình thú, một hồi lại biến thành cá, sau đó hóa thành cầm, cuối cùng loạn tùng phèo, thật giống như muốn sụp đổ. quả nhiên, lang hàn thầm gật đầu, thứ này hầu như không sợ lực lượng đả kích, đánh tan sẽ lập tức khôi phục, nhưng gặp phải thần hồn xung kích liền xong. quan vinh lập tức cười to nói, hóa ra thứ này sợ thần hồn công kích, hư, xem luyện hồn kiếm của ta, hai tay của hạ vô khuyết sung lên, vô số bóng kiếm màu vàng từ trong mắt hắn bay ra, đây cũng không phải thực thể, mà là thần hồn ngưng tụ xèo xèo xèo, vạn kiếm bắn một lượt, một đạo quỷ ảnh khác tự nhiên cũng không thể chạy trốn, bị kim kiếm ghim lên cây cột. Nó cũng phát ra tiếng kêu thảm, hình thể đại biến, vặn vẹo mấy lần liền triệt để tiêu tan. Hạ vô khuyết không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, đồng dạng là thần hồn sung kích, lăng hàn chỉ có thể để quỷ ảnh trọng thương, mà hắn lại thuấn sát, cho thấy thần thức của hai người tranh lệch. Lăng hàn liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi xem thường, vừa nãy dùng thất sát chấn hồn thuật cũng không phải toàn lực của hắn, hắn có ý nhìn quỷ ảnh này mạnh như thế nào, tự nhiên phải từng bước tăng lên uy lực của thất sát chấn hồn thuật thử nghiệm. Nhưng ở hạ vô khuyết xem ra, này thành lăng hàn biểu hiện yếu. chương 1162, hổ gác cổng thượng Lăng hàn không có ý tranh luận với hắn, chờ ra khỏi nơi này, đội ngũ giải tán, hắn nhất định sẽ đánh người này, cho hắn biết đuôi vỉnh lên cao là tự dước lấy nhục như thế nào. Đây là vật gì, thiệu tư tư hỏi, nàng là nữ tính, lại là đại mỹ nữ, bởi vậy cũng không ngại cho thấy một ít vô tri cái này sẽ không để người khác xem thường ngược lại nam nhân cho dù không hiểu cũng sẽ không dễ dàng mở miệng đặc biệt ở trong một đống thiên kiêu ai không sĩ diện tất cả mọi người trầm mặc bởi vì ai cũng không nhận ra đồ chơi này là cái gì lăng hàn trầm ngâm một chút mới mở miệng nói khả năng này không phải sinh linh của thần giới cái gì tất cả mọi người bật thốt lên không phải sinh linh của thần giới thì là cái gì lăng hàn không nên nói chuyện giật gân hạ vô khuyết lập tức trách mắng lang hàn chẳng muốn nhìn hắn nói nếu như ta không đoán sai đây là đồ vật của minh giới điều này làm cho hắn nghĩ tới tu la ma đế tương tự không có thực thể tương tự nắm giữ năng lực thần hồn công kích hơn nữa còn rất yếu chỉ là quỷ ảnh này thật giống như không có thần trí chỉ có thể máy móc mà làm ra một ít công kích bằng không nếu như đổi thành tu la ma đế đối thủ mạnh như vậy đâu thể nào tới tặng đầu người minh giới đám thiên kiêu đều lộ ra vẻ nghiêm nghị Bọn họ rất may mắn, hai giới hàng rào ở mảnh tinh hệ này cực kỳ vững chắc, chưa từng xuất hiện đường nối, bởi vậy bọn họ không cần đi đối kháng Minh giới, chỉ nghe nói qua có một địa phương đối lập như thế mà thôi. Thế nhưng, như Tam Nguyên thượng nhân từ trên chiến trường hai giới lui ra, cường giả như vậy cũng không cách nào diệt hết Minh giới xâm lấn, có thể thấy được thực lực của Minh giới mạnh ra sao. Lang huynh, ngươi chắc chắn chứ? Tô Kinh nghiêm nghị, nếu như nơi này thật xuất hiện sinh linh Minh giới, vậy rất nguy hiểm, tuy con quỷ ảnh này rất yếu, nhưng rất có thể sẽ có sinh linh minh giới càng mạnh hơn. Chuyện này ý nghĩa, trong tinh hệ của bọn họ có khả năng xuất hiện đường nối hai giới. Chiến tranh, siêu cấp chiến tranh, Lăng Hàn lắc đầu nói, ta chỉ là suy đoán. Hơn nữa, coi như đây thực sự là sinh linh của minh giới, cũng không có nghĩa là nơi này có đường nối hai giới, có thể là chủ nhân của cái mộ này từ nơi nào mang đến. Đây cũng rất có thể, Lăng Hàn đã gặp qua vị mộ chủ này từ kỷ, xông qua trận pháp của khôi lỗi tông, liền phục chế một cái, không, là mấy cái, bởi vì tinh thần cảnh, nhật nguyệt cảnh xông qua thạch trận đều không giống nhau. Như vậy lúc trước vị này ở trên chiến trường hai giới giết rất nhiều đại năng minh giới, lại bắt một ít về đây, ca công tụng đức, tựa hồ cũng không phải không thể. Chỉ là vị này hẳn đã chết vô số năm, dù lúc trước hắn thật có thể bắt sinh linh minh giới về, lại có thể sống lâu như vậy sao? Lăng Hàn lắc đầu một cái, chỉ ít hiện tại đây là khó giải, không cần lãng phí thời gian. Quỷ ảnh này tỉnh tỉnh mê mê, không hề có thần trí đáng nói, nhìn chúng nó theo dõi đám người lăng hàn liền biết như tiểu nhi nô đùa tự nhiên không thể hỏi ra được đầu mối gì bởi vậy mọi người trực tiếp lấy thần hồn công kích chém quỷ ảnh còn lại loại quỷ ảnh này rất quái lạ sau khi bị chém chết trực tiếp hóa thành xương mù tiêu tan cũng không có thi thể gì lưu lại lăng hàn lấy thần thức truyền âm hỏi tu la ma đế vị này là thổ dân chính tông của minh giới nha nghe lăng hàn hỏi tu la ma đế vội vàng nói căn cứ chủ nhân miêu tả Tiểu đế có 90% chắc chắn, này chính là sinh linh của minh giới, được gọi là thực ảnh tộc. Thực ảnh tộc, Lang Hàn kinh ngạc, không sai, loại sinh linh này lấy cái bóng làm thức ăn, thông qua nuốt cái bóng, có thể rút lấy sinh mệnh tinh khí của chủ nhân cái bóng, giết người trong vô hình. Tu Lama đế nói, có điều, quỷ ảnh mà chủ nhân nói tới hiển nhiên không đúng lắm, thật giống như mất đi ý thức, chỉ theo bản năng bám vào cái bóng của chủ nhân, mà không có tạo thành thương tổn. Lang Hàn gật đầu, đây chính là thực ảnh tộc bất quá ý thức của bọn chúng đã bị mộ chủ chém đi ngay cả năng lực ăn ảnh cũng biến mất chỉ là bản năng yêu thích theo cái bóng tiếp tục đi thôi không quản những quỷ ảnh này ở đâu chúng ta đều có thể dễ dàng giải quyết hạ vô khuyết ngạo nhiên nói xác thực thần hồn sung kích có thể tạo thành uy hiếp rất lớn với thần linh phổ thông nhưng bọn họ là đời sau của thế lực lớn có bí pháp tu luyện thần hồn không chỉ mạnh mẽ tương tự cũng có năng lực công kích thần hồn bởi vậy bọn họ thực không sợ quỷ ảnh nơi này Bọn họ cất bước mà đi, đi không bao lâu, cái bóng dưới đất lại nhiều ra. Lúc này có chuẩn bị, bọn họ tự nhiên không sợ, từng cái ra tay, giết chết những quỷ ảnh này. Kỳ thực, không chỉ là thần hồn xung kích sẽ sản sinh uy hiếp với những quỷ ảnh này, như lấy liệt diễm, xét đánh cũng có thể tạo thành thương tổn, chỉ là hiệu quả không có tác dụng rõ ràng như thần hồn xung kích mà thôi. Quỷ ảnh không e ngại nhất chính là lực lượng công kích, nhớ lúc đầu tu la ma đế bị tháo thành chín khối, phòng ấn 10 vạn năm vẫn không chết, có thể thấy được chút ít. Ha ha, hóa ra đơn giản như vậy, bọn họ đi một lúc, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cửa sắt to lớn, rất có khả năng là điểm cuối của cửa thứ nhất. Tất cả mọi người mỉm cười, đối với sơn hà cảnh bình thường mà nói, một đường này kỳ thực cũng không dễ dàng vượt qua, bởi vì quỷ ảnh quả thực tới vô ảnh đi vô tung. Mà ngoại trừ hậu duệ của siêu cấp môn phiệt, lại có bao nhiêu người tu luyện thần hồn công kích. Bởi vậy, đổi thành người khác con đường này khẳng định cực kỳ cật lực chờ đã đi tới gần bọn họ mới phát hiện trước cánh cửa kia còn nằm sấp một yêu thú to lớn nhưng bởi vì màu sắc y như nham thạch ở phía xa liền rất khó phân biệt ra con yêu thú này rất khó hình dung dáng rất là gì bởi vì nó nằm trên mặt đất thật giống như một tấm thảm cực kỳ bẹp yêu thú giữ cửa ải sao xem ra nhất định phải đánh bại nó đi tới thăm dò sâu cạn thiệu tư tư khẽ mỉm cười nói liền để tiểu muội bêu xấu đi Nàng lấy ra một bộ cung tên, trên thân cung có từng thần văn, mà tên cũng giống như thế, đây là một bộ thần khí. Hóa ra thiệu tiên tử còn am hiểu bắn cung, tất cả mọi người khen, đồng thời cũng có chút kiêng kỵ cao thủ am hiểu bắn cung có thể ở rất xa phát động công kích, khó lòng phòng bị. chương 1163, Hổ Gác Cổng Hạ. Chỉ là có chút thành tựu, thiệu tư tư khiêm tốn nói, kéo cung, phù, thần văn trên thân cung, tiễn phát sáng, tỏa ra khí thế bá đạo. Trong lòng mọi người dùng mình, uy lực của mũi tên này không thể khinh thường, ngay cả bọn họ chính diện đối đầu cũng phải cẩn thận, mà bị đánh lén, vậy có khả năng chúng chiêu rất lớn. Vèo, mũi tên nhọn bắn ra, mũi tên này, vô cùng nhanh, hóa thành một vệt sáng, bắn về phía con yêu thú quái lạ kia. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, tuy uy lực của mũi tên này không sánh được diệt long tinh thần tiễn, nhưng tranh lệch cũng không lớn. Có điều, nếu như hắn lấy bộ cung tên này triển khai diệt long tinh thần tiễn, uy lực kia nhất định sẽ càng mạnh hơn. Sử dụng tiến thức trung cực, vậy thì càng không cần phải nói. Keng, mũi tên bắn tới, phát ra đốm lửa tung tóe, sau đó gảy trở về. Con yêu thú kia phảng phất bị thức tỉnh, đột nhiên đứng lên. Đây giống như là một tấm thảm trải dưới đất, sau đó nhấc lên, cực kỳ quái dị. Nhưng trong quá trình nhấc lên, hình thể của con yêu thú này cũng phát sinh biến hóa, từ thảm mỏng manh biến thành một con mãnh hổ. Dài 10 trượng, cao 5 trượng, toàn thân đỏ đậm, lông gáy như đang thiêu đốt, uy phong lẫm lẫm mọi người kinh ngạc cũng không phải bởi vì dáng dấp của yêu thú mà là mũi tên của thiệu tư tư lại hoàn toàn không đưa đến một chút tác dụng cái này quá kinh người thực lực của yêu thú vượt xa chúng ta nghĩ làm sao bây giờ xông vào sao không bằng chúng ta trước tiên lấy mấy người dẫn con yêu thú này ra sau đó mở cửa lớn đi vào ý đồ này không tệ ở đây lãng phí thời gian hiển nhiên không có ý nghĩa tất cả mọi người gật đầu thương lượng một chút bọn họ quyết định do đỗ an toàn lập hiên cùng tô kinh đi dẫn con yêu thú kia, những người còn lại phụ trách mở cửa lớn. Bọn họ đều là thiên kiêu đương đại, nếu kế hoạch thiết lập, vậy tự nhiên sẽ chấp hành, không dây dưa dài dòng chút nào. Xấu xí, đến đổi chúng ta a à. ba người bắt đầu khiêu khích, nhưng con yêu thú kia căn bản không thèm để ý bọn họ, thật giống như nó bị bắn một mũi tên cũng không có gì. Ba người đỗ an vội ra tay, nổ ra từng đạo nguyên lực, đánh tới con yêu thú kia. Con yêu thú này đầu tiên là không thèm để ý, nhưng bị đánh nhiều lần, nó cuối cùng không thể nhịn được nữa, rít lên một tiếng, vò tới ba người. Bổ nhau một cái, tốc độ thật nhanh, ba người đỗ an phân tán bỏ chạy, lợi dụng địa hình nơi này cùng con yêu thú kia chơi trốn tìm. Mấy người lang hàn vọt ra, bắt đầu oanh kích cánh cửa kia. Oanh, 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 tiếng nổ vang không ngừng, nhưng để bọn họ kinh ngạc chính là, cái cửa lớn này không gì phá nổi. Tất cả mọi người phân biệt lấy ra tuyệt chiêu, nhưng mặc cho công kích của bọn họ sắc bén ra sao, ngay cả sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao phổ thông cũng có thể thuấn sát nhưng đối với cửa lớn lại hoàn toàn vô dụng không mở ra hoàn toàn không mở ra bọn họ không thể không thừa nhận lực lượng của mình ở trước mặt cánh cửa lớn này như phù du gặp phải đại thụ hoàn toàn không thể lay động nhìn trên cổ con hổ kia thiệu tư tư thận trọng đột nhiên chỉ vào con yêu thú kia nói mọi người nhìn chỉ thấy trên cổ của yêu thú lại buộc vào một chiếc chìa khóa xem ra nhất định phải đánh bại con mãnh hổ này lấy chìa khóa mở cửa thủ xảo không được gọi đám người đỗ huynh về đi toàn lực chiến một trận a tất cả mọi người hào khí can vân trước chỉ là bọn hắn không muốn lãng phí thời gian mới quyết định điệu hổ ly sơn nhưng hiện tại chỉ có thể chiến một trận vậy bọn họ cũng không sợ thủy nhạn ngọc và trường tôn lùi qua một bên chiến đấu như vậy bọn họ không thể nhúng tay bằng không chính là chịu chết bởi vì con yêu hổ này vô cùng mạnh nếu không đám người đỗ an cũng không cần dẫn nó đi trực tiếp vây ở một bên không phải được sao Mọi người phát ra tín hiệu để đám người Đỗ An trở về. Ồ, ba người Đỗ An phân biệt đi vòng trở về, nhìn thấy cửa lớn vẫn đóng chặt, không khỏi kỳ quái. Không cần hỏi, cửa này căn bản không mở ra, cần dùng chìa khóa trên cổ con yêu thú kia. Quan Vinh giải thích, ha ha, vậy thì chiến một trận a. Ba người Đỗ An cũng không sợ, tám đại thiên kiêu bước ra, nghênh tiếp hổ yêu chạy về. Con yêu hổ này cường đại đến có chút khó mà tin nổi, thần văn trên người nhiều đến 80 đạo. Khái niệm này nghĩa là gì? Tương đương với thiên tài bát tinh, hơn nữa nó vốn là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, lại thêm tám tinh lực lượng, cường đại đến không có bằng hữu. Chẳng trách cần 10 người tổ đội, tuy đám người lăng hàn đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng gặp phải con yêu thú này cũng chỉ có thua trận. Trên lý thuyết mà nói, số lượng 10 người có thể bù đắp lực chiến đấu kém một tinh. Dù sao, hiện tại những thiên tài này chưa tu ra tòa sơn hà thứ năm, đối mặt con yêu thú này hầu như khó giải. Đến đây đi! tám người đều tự tin tung bay, ngoại trừ Lăng Hàn, bảy người khác đều đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, lực lượng cao tới 6 tinh, lại thêm bọn họ nắm giữ bí thuật, lực chiến đấu chỉ ít 7 tinh, ra tuyệt chiêu tuyệt đối có thể đạt đến 8 tinh. Bởi vậy, bọn họ chiến thắng vẫn tương đối lớn. Ta công chính diện, Lăng Hàn nói, cái này được thiệu tư tư, Tô Kinh, Đỗ An hoàn toàn tán thành, tuy hạ vô khuyết rất khó chịu, nhưng không có phản đối. Bọn họ biết, thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ vượt xa bọn họ, là lựa chọn vác chính diện tốt nhất. Ba người toàn lập hiên chưa từng thấy lực phòng ngự của lăng hàn thì hơi kinh ngạc. Một sơn hà cảnh đại cực vị vác chính diện, nhưng ngay cả hạ vô khuyết cũng không phản đối. bọn họ tự nhiên chỉ có thể tin tưởng. Lăng hàn lấy tiên ma kiếm ra kích hoạt, lập tức giết tới hổ yêu. Oanh, hổ yêu vung chảo, nhất thời đánh bay lăng hàn ra ngoài. Lực lượng của nó quá mạnh mẽ, sắp đạt đến cực hạn chân chính của sơn hà cảnh, lăng hàn hoàn toàn không có tư cách chống lại. Oa hắn phun ra một ngụm máu không khỏi phiền muộn trước mới vừa bị loạn tinh nữ hoàng hấp sạch sẽ thật vất vả mới khôi phục một ít hiện tại lại bị đánh thổ huyết có cửu oán với mi sao đòn đánh này đánh cho hắn gãy xương chật khớp nhưng nguyên lực của lăng hàn chỉ rung lên xương tự nhiên trở về vị trí cũ dưới chân hắn bắn ra tiếp tục giết trở lại triển khai khoái tự kiếm quyết thế công của hắn như triều ba người toàn lập hiên nhìn mà trợn mắt ngoác mồm bị lực lượng to lớn như vậy đập chúng Người lại như không có chuyện gì xảy ra, đây là biến thái cỡ nào? Chương 1164, muốn khen thưởng sao? Có điều, thể phách của Lăng Hàn dĩ nhiên biến thái, còn yêu thú kia cũng không đơn giản, ở dưới Lăng Hàn đánh chém, nó cũng như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất như kim cương bất hoại. Đây thực sự là khó mà tin nổi, trước nó hóa thành một tấm thảm, nhu đến cực hạn, nhưng hiện tại lại phảng phất như thần thiết cấp cao, cực kỳ kiên cường hai loại bản chất tuyệt nhiên không giống này làm sao có khả năng xuất hiện trên một thể. Yêu thú bay nhảy, lực chiến đấu mạnh mẽ, có tư thế duy ngã độc tôn. Lăng Hàn chính diện kiềm chế, bảy người khác toàn lực tiến công, nhưng mỗi một đạo công kích đều phí công, phòng ngự của con yêu hổ này biến thái thậm chí muốn vượt qua Lăng Hàn. Cái này tuyệt không phải yêu thú, mà là khôi lỗi. Lăng Hàn kết luận, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh mới có thể phách như thế, không phải am yêu a cầu nào cũng có thể so sánh. Nhưng nếu con yêu hổ này do thần thiết tạo nên, vậy dễ lý giải rồi, chỉ cần lấy thần thiết cấp 5 đúc, vậy lực phòng ngự tự nhiên là sơn hà cảnh khó giải. Điều này cũng có thể giải thích vì sao lực lượng của nó lại mạnh như vậy. Hẳn là khôi lỗi, bằng không lực lượng muốn đạt đến 8 tinh, vậy cần tu ra tòa sơn hà thứ năm Nếu như thật tu ra tòa sơn hà thứ năm ta không tin nhân vật như vậy sẽ lưu lạc đến nơi này trông cửa. Thật đúng là khôi lỗi, vậy làm sao bây giờ? Khôi lỗi không có chỗ yếu, không biết đau đớn, ngoại trừ đầu óc có chút ngốc ra, thì quả thực là cỗ máy chiến tranh hoàn mỹ, cực kỳ khó giải. Bọn họ đã có thể kết luận, lực phòng ngự của con yêu hổ này vượt qua cực hạn sơn hà Hạ cảnh, vậy nó ở tiên thiên liền đứng thế bất bại, làm sao có thể đánh tan. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, có hai loại khả năng, thứ nhất thời gian khôi lỗi hoạt động có hạn, chỉ cần chúng ta kéo đến thời gian nhất định, nó tự nhiên sẽ đình chỉ công kích. Thứ hai, không cần làm thịt khôi lỗi, chỉ lấy chìa khóa. Những người khác gật đầu, cái này không thể nào là không thể giải, bằng không liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Lấy chìa khóa, bọn họ lập tức làm ra quyết định, rất đơn giản, coi như con yêu hổ này có thời gian hoạt động hạn chế, nhưng bọn họ không biết bao lâu, vậy tự nhiên là trực tiếp lấy chìa khóa, cái này cũng là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Ta và Lang Huynh phụ trách hấp dẫn sự chú ý của con yêu hổ này, các người tùy thời cướp đoạt chìa khóa. Thiệu tư tư nói, nàng lại lấy ra cung tên, nhắm vào con mắt của hổ yêu, một mũi tên tiếp theo một mũi tên. Cường hào A, à, bình thường Lăng Hàn rất ít khi sử dụng thần tiến, bởi vì chỉ có mấy chi, một khi bắn ra mà không thu lại, vậy sẽ thiếu một chi. Nhưng thiệu tư tư ngược lại tốt, không ngừng bắn ra một mũi tiếp một mũi, hơn nữa không có ý thu hồi, thật không biết đến cùng nàng mang theo bao nhiêu mũi tên. Không hổ là công chúa của thiên sương Hoàng Triều, dầu nứt đố đổ vách. Lăng Hàn thở dài, cũng lên tinh thần, ở chính diện đối cứng con yêu hổ này, tranh thủ thời gian cho những người khác. Đám người Đỗ An công kích về phía vòng cổ, sau mấy lần, bọn họ lộ ra kinh hỉ, bởi vì tuy vòng cổ rất kiên cố, nhưng không phải là không gì phá nổi. Bởi vậy, bọn họ tự tin, thế công như chiều. Sau khi chém mấy trăm phát, vòng cổ bị chém nứt, nhưng đây chỉ là một vòng, chém ra một cái vô dụng, vẫn vững vàng thắt ở trên cổ hổ yêu, nhất định phải ở một đầu khác chém một cái lỗ hồng, vòng cổ mới có thể rơi xuống. Nghĩa nó, các người có thể nhanh lên một chút hay không? Lăng Hàn nhe răng, hắn chịu đựng hết thảy hỏa lực của yêu thú, này là bị lực lượng tám tinh của đại viên mãn đỉnh cao anh kích ha, sắp sánh ngang nhật nguyệt cảnh, dù thể phách thần thiết cấp 4 cũng không chịu được. Nếu không có bất diệt thiên kinh mạnh mẽ, không ngừng chữa trị thân thể của hắn, thì không biết hắn đã bị giết chết bao nhiêu lần. Nhanh hơn, ngay cả thiệu tư tư cũng gia nhập trong đội ngũ công kích phòng cổ, nàng bắn ra một mũi tên, đều bắn vào một vị trí. Bởi vì không ai dám gần người vật lộn với con yêu hổ kia, chỉ có thể đánh ra kiếm mang, đao mang. Tấn công từ xa, uy lực đương nhiên hơi kém, cũng làm cho chém xuống một cái vòng cổ phải tốn thời gian rất lâu. Gần nửa canh giờ sau, chỉ nghe canh một tiếng, vòng cổ rốt cuộc tách ra, hóa thành hai đoạn, nửa đoạn trên còn kẹt ở trên cổ hổ yêu, nhưng nửa đoạn dưới đã rơi xuống. Phía trên có buộc chìa khóa, lang hàn vội lui về phía sau, dẫn hổ yêu ra một khoảng cách nhỏ, những người khác thì nhân cơ hội nhặt chìa khóa, lao về cửa lớn. Bọn họ cắm chìa khóa vào, vặn khóa, cửa lớn từ từ mở ra. Đi mau, Lăng Hàn nhìn Thủy Nhạn Ngọc nói, nơi này nhất định phải tất cả mọi người đều thông qua, ít một người cũng tính thất bại. Trường Tôn cùng Thủy Nhạn Ngọc rời đi trước, sau đó là đám người thiếu tư tư, Lăng Hàn xếp cuối cùng, lợi dụng cây cột đi vòng một lát, xông ra trước hổ yêu, nhào tới cửa lớn. Ngang, hổ yêu gào thét đuổi lại, nhanh, nhanh, ở cửa, chín người đỗ an đều lo lắng kêu lên, ngay cả hạ vô khuyết cùng Trường Tôn cũng không ngoại lệ, vì con hổ yêu kia đã càng đuổi càng gần. Soạt, Hổ yêu vung chảo, vỗ tới Lăng Hàn, nếu như bị nó vung trúng, Lăng Hàn nhất định sẽ bị đập bay, đụng vào vách tường bên cạnh mà không phải bay vào cửa lớn. Hừ, Lăng Hàn dùng tiến thức trung cực, mặc dù lấy thân làm cung, nhưng tản mát ra uy thế vẫn rất đáng sợ, nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một vệt sáng bắn ra. Phốc, tiến nguyên lực bắn tới móng vuốt, nhưng đối mặt phòng ngự của thần thiết cấp 5, ngay cả tiến thức trung cực cũng không cách nào đánh tan, nhưng đây chính là một đòn toàn lực của Lăng Hàn, lực lượng kinh người trùng kích hổ chảo vẫn hơi lệch đi hô một chảo này bay qua chỉ cách lăng hàn một chút xíu thân hình của lăng hàn như mũi tên lao vào cửa lớn oanh hắn ngã trên đất chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào cũng còn tốt theo tu vi của hắn ngày càng mạnh tốc độ khôi phục lực lượng cũng cực kỳ nhanh chỉ là sự tình một hai canh giờ mà thôi hổ yêu đứng ở trước cửa không có đuổi theo vào thật giống như có một bức tường vô hình ngăn cản nó vậy nó rít gào chỉ thấy cửa lớn chậm rãi đóng lại ngăn cách nó ở bên ngoài. Mười người đều thở phào nhẹ nhóm bọn họ rốt cục xông ra. Có điều, đến cùng bọn họ là xông qua cửa thứ nhất hay chỉ là một thử thách trong cửa thứ nhất. Chương 1165, đánh hạ vô khuyết. Bọn họ xoay người lại, tỉ mỉ kiểm tra, cái này là một đại điện, cực kỳ rộng lớn, trung gian là một tấm bia đá. Chúc mừng các ngươi, xông qua cửa thứ nhất, bia đá lại phát ra âm thanh, tất cả mọi người sợ hết hồn. Ha ha, không cần căng thẳng đây chỉ là bản tôn lưu lại một đạo ý thức, còn bản tôn. Kha kha, không nói cho các ngươi, bia đá nói, chỉ mấy câu nói liền thành công bốc lên cửu hận, để mười người đều rất muốn đánh nó một trận. Đáng tiếc, đây chỉ là một đạo ý thức lưu lại, làm sao đánh. Lăng Hàn có thể khẳng định, đây nhất định là mộ chủ lưu lại, bởi vì rất tự kỷ và thích ăn đòn, phong cách rất giống chỗ thạch trận. Chỉ là lần này mộ chủ chơi trò mới, còn lưu lại một đạo thần thức. Muốn khen thưởng không, vậy đến cầu bản tôn A. Bia đá lại nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này thật là một vị cao nhân tiền bối sao, tại sao vô liêm sỉ như vậy? Xông qua cửa thứ nhất liền phải có khen thưởng chứ? Lăng Hàn suy đoán nói, đã như vậy, mặc kệ cầu hay không, chúng ta đều có thể được khen thưởng, vậy cần gì phải cầu chứ? A a à, a, à, tức chết bản tôn, cầu bản tôn một chút thì đã làm sao, các người sẽ chết sao? Bia đá nhất thời kêu to hoa hoa, mọi người không nói lời nào, tựa hồ vị tiền bối cao nhân này có chút tương tương. Được rồi, quy củ chính là quy củ, bản tôn liền cho các người một ít khen thưởng. Bia đá bình phục tâm tình, ngữ khí bình tĩnh hơn rất nhiều. Ây, cầm đi, một đám tiểu quỷ. Bia đá nói, 10 cái bình ngọc đột nhiên xuất hiện, từng cái trưng bày ở trên đất. Hiển nhiên, một người một bình. Đây là đoàn đội thắng lợi, bởi vậy mỗi người được khen thưởng đều giống nhau, cũng không bởi vì ai cống hiến lớn liền có thể lấy nhiều chỗ tốt. Mỗi người đều lấy một bình, từ điểm đó mà nói, hạ vô khuyết đã chiếm ưu thế, trưởng tôn chỉ là thuộc hạ của hắn, thứ tốt tự nhiên là phải giao ra. Lăng Hàn cầm lấy đan bình, nhưng phía trên không có nhãn mát, hắn liền hỏi. Thỉnh giáo, đây là đan dược gì? Tử Văn Sơn Hà Đan, bia đá nói, cái này là món đồ gì? Tất cả mọi người chưa từng nghe nói loại đan dược này. Sau khi ăn vào, sau đó trong vòng một canh giờ, lực lượng tăng lên một tinh. Bia đá giải thích, nát như thế, Lăng Hàn không khỏi thất vọng. Này này này, cầm đồ của người ta, phải biết học cảm tạ a." À. Bia Đá bất mãn nói, "Hơn nữa, các ngươi chỉ là xông qua cửa thứ nhất, còn hy vọng được khen thưởng quý giá cỡ nào? Nói cách khác, xông qua cửa ải thứ hai, cửa thứ ba, có có thể được khen thưởng." Lang Hàn hỏi, "Không sai, chỉ cần các ngươi đủ mạnh là được." Bia Đá nói, "Nhất thời, tất cả mọi người phát lên chiến ý hừng hực, bọn họ ngược lại không phải vì khen thưởng mà động lòng, mà bọn họ đều là thiên kiêu mạnh mẽ nhất đương đại, có hùng tâm tráng trí, cũng có đủ tự tin trở thành đệ nhất." kế tiếp là cửa ải gì lăng hàn hỏi tại sao bản tôn phải nói cho các ngươi biết bia đá nói muốn biết tự mình đi trải nghiệm có điều bản tôn có thể nói cho các ngươi cửa thứ hai là một mê trận chỉ có ở trong vòng một canh giờ đi ra mới có thể được khen thưởng cửa ải này không cần tổ đội cũng không cho phép tổ đội các ngươi có thể xuất phát bia đá không tiếp tục nói nữa ở trước bọn hắn xuất hiện một cầu thang dẫn tới tầng thứ hai ha ha các vị chúng ta lên đường đi Đỗ An cười nói, đi trước tiên, Lăng Hàn không nhúc nhích, hắn rất kỳ quái, nếu cái này là một phần mộ, tại sao phải sát hạch, khiêu chiến gì? Coi như vị lão tiền bối này lưu lại một đạo ý chí, vậy hảo hảo bảo vệ mộ mình không phải càng tốt hơn, sao như đại tông môn thu đệ tử vậy? Có điều, đã có khen thưởng, hắn đang chuẩn bị chơi một vố, ngược lại cũng không tổn thất. Lăng Hàn, người không phải muốn chiến một trận sao? Hạ vô khuyết chỉ vào Lăng Hàn, phóng ngựa lại đây, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ nể tình vừa nãy sóng vai chiến đấu ta không giết ngươi chỉ để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không nên quá kiêu ngạo không nghĩ tới hạ vô khuyết lại nói ra lời như vậy lang hàn hơi kinh ngạc hắn vốn tưởng rằng hạ vô khuyết là loại tiểu nhân trừng mắt tất báo không nghĩ tới còn có lòng giả nhất định hắn hơi trầm ngâm liền nói nể mặt mũi câu nói này ta cũng tha cho ngươi một mạng chỉ để ngươi học cái rõ ràng ha ha ngươi cũng thật hung hăng hạ vô khuyết lạnh lùng nói Đến chiến, hắn khẽ quát một tiếng, trên tay hiện lên thần văn, đạt đến 60 đạo, phía sau có bốn tòa sơn hà hiện lên, tỏa ra khí tức đáng sợ. Hơn 60 đạo thần văn, chính là nắm giữ sáu tinh lực lượng. Vậy thì muốn uy hiếp ta, Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đối phương lại không phải không có gặp qua phòng ngự của hắn, tuy lực lượng lục tinh của Sơn Hà Cảnh Đại Viên mãn đỉnh cao rất mạnh, nhưng muốn đánh bại hắn, như thế vẫn chưa đủ. Đương nhiên không chỉ như vậy, Hạ vô khuyết lại lấy ra một bao tay màu đen đeo lên, bao tay bị kích hoạt, hoa văn lạc ấn phía trên đều tỏa ánh sáng, nhất thời, số lượng thần văn trên tay hắn tăng nhiều. 71 đạo, chuyện này ý nghĩa lực lượng của hắn tăng lên một tinh. Lăng Hàn Kinh ngạc nói, thời điểm qua thạch trận, người lại không dùng thần khí này. Không phải không muốn dùng, mà là thần khí này tàn tạ, chỉ có thể chống đỡ nửa nén hương thời gian. Hạ vô khuyết cũng không ẩn giấu, nói ra chân tướng thông qua thạch trận tuyệt không chỉ nửa nén hương thời gian, bởi vậy khi đó coi như hắn dùng thần khí này cũng chỉ đi thêm chút nữa mà thôi, tuyệt đối không thể thông qua. Lăng Hàn cười ha ha nói, người tự tin ở trong nửa nén hương có thể đánh bại ta. Thừa sức, hạ vô khuyết ngạo nhiên nói, tuy phòng ngự của Lăng Hàn kinh người, nhưng lực lượng của hắn bây giờ tiếp cận chuẩn nhật nguyệt cảnh, lại triển khai bí pháp, thậm chí có năng lực giết chết Lăng Hàn. Kha kha, hy vọng người vẫn có thể duy trì tự tin như vậy. Lăng Hàn cười nói, hắn lấy ra sư tử phù, cái này tổng cộng có thể sử dụng 10 lần, lấy thời gian mỗi lần sử dụng dài ngắn, sẽ giảm thiểu số lần sử dụng xuống. Lực chiến đấu của hắn kém hơn hạ vô khuyết quá nhiều, dù sao tranh lệch cảnh giới đặt này đó, giao thủ bình thường tuyệt đối là bị tra tấn. Người ngạo khí như hắn, sao cam tâm bị tra tấn chứ? Bởi vậy, hắn không tiếc dùng sư tử phù, hắn dán thần phù lên người, nhất thời, thần văn buông xuống, ngưng tụ ở trên người hắn, đếm một chút, nhiều đến 800 đạo chương 1166, vô địch trí thánh. Phốc, hạ vô khuyết trực tiếp phun ra ngoài, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn mới 71 đạo thần văn, nhưng lăng hàn nhiều đến 800, cái này có bao nhiêu tranh lệch. Không phải gấp 10 lần A, mà là một cảnh giới lớn lại thêm mười mấy cảnh giới nhỏ. Hắn có thể đánh thắng được cường giả nhật nguyệt cảnh sao? Lại nói, lực lượng bây giờ của Lăng Hàn không phải là nhật nguyệt cảnh đơn giản như vậy, mà là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Ta chịu thua, hắn cay đắng nói, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, ngươi nói chịu thua liền không đánh sao, ta đã dùng sư tử phù một lần, sao có thể bỏ qua như thế. Hắn xông lên, bàn tay lớn mở ra, thần văn, lực lượng vô tận lưu chuyển. Lực lượng đã nghiền ép hoàn toàn, Lăng Hàn cũng không cần vận dụng kỹ pháp gì, nhẹ nhàng vô một cái liền bắt hạ vô khuyết, sau đó đánh một trận. Tuy ấn tượng của hắn đối với hạ vô khuyết có chút chuyển biến tốt, nhưng chỉ là xóa đi sát cơ, nên đánh vẫn sẽ đánh hoàn toàn không cần khách khí ngươi thật quá mức rồi hạ vô khuyết kêu thảm thiết lăng hàn bỏ mặc đánh liên tục trường tôn nhìn mà trợn mắt ngoác mồm ở trong mắt hắn hạ vô khuyết chính là chiến thần vô địch cùng cấp hẳn là vô địch nhưng bây giờ thì sao lại bị một người thấp hơn một cảnh giới nhỏ cuồng đánh đừng quản là nguyên nhân gì sự thực chính là sự thực vương giả trẻ tuổi bất luận làm sao cũng phải vô địch lăng hàn đánh một trận sau đó ném hạ vô khuyết qua một bên Lăng Hàn, ngày sau lẫm thiên tông gặp lại, ta chắc chắn đòi lại nhục nhã ngày hôm nay. Hạ vô khuyết lớn tiếng kêu lên, Lăng Hàn cười ha ha nói, ngươi không có cơ hội này. Hắn tiến cảnh như bay, tranh lệch với hạ vô khuyết sẽ càng ngày càng nhỏ, mà nhật nguyệt cảnh là một cửa ải rất khó vượt qua, hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo đối phương. Thê tử, đi thôi, Lăng Hàn nắm tay Thủy Nhạn Ngọc, đi tới lầu 2. Nghe lời nói vô căn cứ của gia hỏa này, kế tiếp là một mê trận, hơn nữa không thể tổ đội sẽ bị bước tách ra người có muốn tiến vào trong hắc tháp không lăng hàn hỏi thủy nhạn ngọc suy nghĩ một chút lắc đầu nói không ta muốn xông qua nhưng sẽ gặp nguy hiểm lăng hàn nhắc nhở ta biết thủy nhạn ngọc gật đầu lập tức nghiêm nghị nhìn lăng hàn ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi ta muốn giúp ngươi cảm giác được tình yêu của người ngọc lăng hàn không khỏi cảm động nhưng miệng không nhịn được nói vậy trước giúp ta sinh hầu tử đi đồ lưu manh thủy nhạn ngọc lườm hắn một cái lăng hàn cười ha ha ôm nàng vào trong lòng nói cẩn thận vâng lăng hàn hôn trên trán nàng một cái nhanh chân rời đi thủy nhạn ngọc ngẩn ra đột nhiên phát hiện trong túi của mình có thêm hai tấm thần phù rõ ràng là kim cương phù cùng sư tử phù nàng còn chưa kịp nói chuyện chỉ thấy lăng hàn đã biến mất ở khúc cua nàng vội vàng đuổi theo chỉ thấy mình đã tiến vào lầu hai phía trước là một tường vây do đá trồng chất nhìn như lộn xộn hình thành một khu vực lớn cái này đã là lầu hai nàng ở trong lúc vô tình tách ra lăng hàn thủ đoạn như vậy đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy trước đó sơn hà nhật nguyệt tinh thần cảnh cũng ở trong lúc vô tình tách ra nàng cầm lấy hai thần phù đây là lăng hàn lo lắng nàng mới sẽ để thần phù cho nàng hơn nữa vì sợ nàng từ chối nhét vào liền chạy căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng thủy nhạn ngọc hoảng hốt một chút nghĩ đến lăng hàn có hắc tháp hẳn là không ngại lúc này mới lên tinh thần bắt đầu suy nghĩ làm sao xông qua ở cùng một nơi lại tựa hồ như trong không gian không giống nhau lang hàn cũng quan sát thạch trận này không nghi vấn chút nào đây chính là mê trận kia ồ biết động lang hàn quan sát một chút phát hiện những tảng đá kia sẽ tự mình di động từ đó hoàn toàn thay đổi con đường trong vòng một canh giờ thông qua chính là muốn nhìn ra quy luật trong đó sao lang hàn lộ ra nụ cười tự tin kiếp trước hắn vẫn lang bạt trong di tích phá không ít trận pháp hiện tại tuy cấp bậc trận pháp tăng cao, nhưng cảnh giới của hắn cũng đồng dạng tăng nhiều, thần hồn mạnh mẽ. Thần hồn càng mạnh mẽ, thì năng lực thôi diễn sẽ càng mạnh mẽ, cái này ở luyện đan, chế tác khôi lối, bày trận, phá trận. Đều là yếu tố cực kỳ then chốt, hắn nhìn chằm chằm trận pháp, con người hơi động, tần suất cực cao, đây là hắn ghi nhớ từng biến hóa của trận pháp, sau đó tiến hành thôi diễn. Nếu như hắn tiến vào trong hắc tháp, lấy luân hồi thụ tìm hiểu, vậy một ngày bằng một năm, tự nhiên có thể ở trong thời gian cực ngắn phá giải. Nhưng nơi này chỉ cần tìm hiểu một canh giờ liền có thể thông qua, hắn không tin năng lực thôi diễn của mình kém như vậy. Tinh thần của hắn đã vận chuyển cao độ, rất nhanh thì khóe miệng lộ ra nụ cười. 36 loại biến hóa, còn có 7 cạm bẫy khiến người ta bị lừa, nếu tiến vào nơi đó, sẽ bị nhốt lại. Hắn cất bước mà đi, tiến vào trong thạch trận, trái đi một chút, quẹo phải một chút, hắn cực kỳ thong dong, đại khái chỉ dùng nửa canh giờ, hắn liền đi ra thạch trận phía trước lại xuất hiện một đại điện đám người thiệu tư tư đỗ an đi đầu đã đến nơi này ngay cả hạ vô khuyết cũng có mặt có thể thấy được thiên tài chính là thiên tài ở năng lực thôi diễn đều có trình độ kinh người có điều cũng vì trận pháp này khá đơn giản không có phân chia thiên tài đỉnh cấp ra nếu như tăng độ khó lên vô hạn vậy có thể sẽ xuất hiện tranh lệch mấy năm thậm chí mấy chục năm nơi này đồng dạng có một tấm bia đá lang hàn nhìn đám người thiệu tư tư gật đầu hỏi thăm một chút sau đó đi tới chỗ bia đá nói thuận lợi thông qua khen thưởng đâu tiểu tử thúi nhớ phải gọi tiền bối bia đá tức giận nói không biết tiền bối xưng hô như thế nào lang hàn nhân cơ hội hỏi đám người thiệu tư tư lập tức lộ ra vẻ quan tâm bọn họ cũng rất muốn biết lai lịch của cái mộ lớn này tinh không chúc mộ thủ đoạn này quá kinh người ha ha năm đó bản tôn rong rồi thiên hạ vô địch một thời đại các ngươi liền gọi bản tôn là vô địch trí thánh đi tấm bia đá này nói thật không biết xấu hổ. Tất cả mọi người thầm lắc đầu, bọn họ thừa nhận, người này khi còn sống tuyệt đối có thủ đoạn thông thiên, vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn nói đến vô địch, vậy thì có chút quá. Thế giới rất lớn, cường giả như mây, ai có thể thật vô địch. Còn nữa, ngay cả thánh nhân cũng khó thoát khỏi cái chết, vô địch. Địch nổi thiên địa đại đạo sao, chương 1167, phá giải một kiếm thượng. Há, hóa ra là vô địch tiền bối. Lăng Hàn nói, chỉ là trong giọng nói không hề có ý cung kính khâm phục, để vô địch trí thánh vô cùng phiền muộn. Một đám tiểu tử thúi, năm đó bản tôn uy phong. Quên đi, hảo hán không đề cập tới dũng cảm năm đó. Vô địch trí thánh hừ hừ nói, cầm, phần thưởng của ngươi, lăng hàn định thần nhìn lại, trên đất có một bình thuốc. Lần này là cái gì? Hắn hỏi, tử văn sơn hà đan, vô địch trí thánh nói, vẫn là đồ chơi này. Khóe miệng của lăng hàn co giật, có vẻ rất không hài lòng đối với đại bộ phận người mà nói kỳ thực đan dược cực kỳ quý giá đan dược cấp cao khiến tranh mua gây thành huyết án cũng không phải là sự tình kinh ngạc gì nhưng đối với lăng hàn mà nói hắn chính là đan đạo đế vương đan dược gì không phải lấy được đan phương lại nghiên cứu một chút là có thể luyện chế ra bởi vậy hắn xem thường nhất chính là đan dược huống chi cái này lại còn là tử văn sơn hà đan sai 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 vô địch trí thánh nói liên tục ba chữ sai cái này không phải tử văn sơn hà đan lần trước, mà là tử văn sơn hà đan hiệu quả lại mạnh hơn một tinh. Tuy người cường điệu một lần, nhưng vẫn không thể thay đổi đây chính là một viên tử văn sơn hà đan, chỉ là phẩm chất hơi cao hơn một ít. Lăng Hàn lắc đầu, hắn là đan sư, tự nhiên biết rất rõ, đan sư xuất xẻo ở luyện đan, ngay cả một lò đan dược cũng có thể xuất hiện hiện tượng tranh lệch không đồng đều, có đạt đến tiêu chuẩn 10 tinh, có chỉ là 7 tinh, 8 tinh, thậm chí 5 tinh cũng có. Đương nhiên đan sư xuất sẹo như vậy chỉ ít chiếm tỷ lệ 99%, kỳ thực rất bình thường, chỉ là trình độ đan đạo của Lăng Hàn quá cao, mới sẽ bị hắn xem thường. Không muốn, vậy bản tôn thu hồi, vô địch trí thánh càng thêm khó chịu, Lăng Hàn vội vàng cất đan dược đi, nếu cái này cho không, sao không muốn. Cửa ải tiếp theo là cái gì đây? Hắn hỏi, vô địch trí thánh ngử một tiếng nói, lấy thái độ như người cũng muốn bản tôn chăm sóc, nghĩ hay lắm, Lăng Hàn cười ha ha nói người khác đều cung cung kính kính với ngươi chỉ có ta khác với tất cả mọi người hướng về điểm ấy ngươi nói có nên mở cho ta cửa sau hay không bản tôn đột nhiên phát hiện ngươi thật không phải hèn hạ bình thường vô địch trí thánh thở dài nói sắc mặt lăng hàn không khỏi tối sầm lại sao lại mắng người còn có thể nói chuyện cẩn thận hay không đám người thiệu tư tư thì che miệng mà cười bọn họ rất phục lăng hàn a à. tuy vị vô địch trí thánh này đã sớm chết hiện tại chỉ có một tia ý thức tồn tại nhưng trong mộ lớn này hiển nhiên có thủ đoạn kinh người, tia ý thức này có thể chủ trì, vận chuyển, ngay cả tinh thần cảnh cũng phải thi hành theo. Bởi vậy, bọn họ nào dám mất cung kính ở trước mặt đối phương, người nào cũng mặt mày tắt mét. Cái này không quan hệ tới thiên tài hay không thiên tài, ngạo khí hay không ngạo khí, giới võ đạo chính là thực lực xưng vương, không đủ thực lực thì ngạo khí như thế nào. Lăng Hàn có thể có kè mặc cả ở trước mặt đối phương, điều này làm cho bọn họ tự nhủ đối phương lỗ máng, nhưng cũng tràn ngập khâm phục. Thêm chốt là, Lăng Hàn còn giống như đâm trúng khẩu vị của đối phương, nếu không vô địch trí thánh cũng sẽ không nói hắn hèn hạ, mà là trực tiếp tiêu diệt. Nể mặt mũi người cầu khẩn như thế, bản tôn liền phát lòng tốt, nói cho người đi. Bia đá giật động ánh sáng dịu dịu, cửa thứ ba, là muốn người phá giải một kiếm. Phá giải một kiếm, nói thế nào, Lăng Hàn truy hỏi, vô địch trí thánh hơi không kiên nhẫn nói. Cái này cũng không hiểu, chính là phá giải một thức kiếm pháp, có thể phá giải liền thông qua, không thể phá giải liền cút đi. Phá giải có khen thưởng không? Lăng Hàn lại hỏi, vô địch trí thánh cũng có chút im lặng, người không thể chính kinh một chút sao, còn suy nghĩ khen thưởng cái gì? Làm người không thể quá con buôn a à. ai, quên đi, hỏi cũng như không. Lăng Hàn nói tiếp, nhún vai một cái, khẳng định vẫn là tử văn sơn hà đan, nhiều nhất phẩm chất cao hơn một chút, có thể tăng lực lượng lên ba tinh. Vô địch trí thánh vừa định nói chuyện, lại bị ngăn chặn, xác thực, cửa thứ ba khen thưởng chính là như vậy dựa vào, có thể tăng lực lượng lên ba tinh, cái này đánh nhau cùng cấp còn không châu bò, người vẫn không vừa lòng. Nhưng thân là tiền bối, hắn không ngại ngùng cùng một vãn bối tranh luận điểm ấy sao. Lan, mau cút, nhìn tiểu tử thúi ngươi đã muốn nổi giận. Hắn vô cùng khó chịu nói, không vội, ta còn chờ người. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, Tu La Ma Đế bị hắn thu vào hắc tháp, mà hắn phải đợi tự nhiên là Thủy Nhạn Ngọc. Tuy trong mê trận không có nguy hiểm, nhưng không nhìn thấy người lăng hàn vẫn có chút không yên lòng. Tiểu tử thú ý, vô địch trí thánh nói thầm, người tuyệt đối đừng là người nào, bằng không bản tôn sẽ rất phiền muộn. Đám người thiệu tư tư thì không có chờ lâu, mà tiến vào tầng thứ ba, bắt đầu khiêu chiến cửa ải một kiếm này. Lăng hàn lại đợi hơn nửa canh giờ, mới nhìn thấy Thủy Nhạn Ngọc đi ra. Vẻ mặt nàng thất vọng, tuy nàng thành công đi ra, nhưng đã vượt qua một canh giờ. Ở trong sích thiên học viện, tuy nàng không phải thiên tài cao cấp nhất, nhưng ít ra có thể xưng thiên tài bất quá đến nơi này nàng phát hiện mình chỉ là cản trở không phải sao không thấy lăng hàn cố ý ở chỗ này chờ mình sao thê tử suy nghĩ lung tung cái gì đấy lăng hàn nhẹ nhàng ôm nàng an ủi rất nhiều người đều là có đại tài nên trưởng thành muộn hơn nữa chỉ cần phu quân ngươi đủ ra sức tìm cho ngươi thiên tài địa bảo ngươi ăn vào trực tiếp một bước thành thánh thủy nhạn ngọc lườm hắn một cái người này có thể an ủi người hay không cái này không phải càng đả kích sự tự tin của nàng sao. Kha kha, tiểu tử thúi người nghĩ thật hay, cho rằng thiên tài địa bảo một bước thành thánh là rau cải trắng sao, ngay cả ngươi cũng có thể nhặt được. Vô địch trí thánh đột nhiên mở miệng, Lăng Hàn cảm thấy hứng thú nói, thật sự có thần vật một bước thành thánh, hắn chỉ là an ủi thủy nhạn ngọc, không nghĩ tới lại bị nói chúng rồi. Thiên địa rất lớn, kỳ chân gì không có, tựa hồ vô địch trí thánh hơi cảm khái, trong thiên địa, có vật kịch độc, để thánh nhân chạm vào chết ngay, cũng có vô thượng bảo dược, luyện hóa xong, để phàm nhân một bước lên trời. Như thế xem ra, thiên phú gì đó, còn lâu mới trọng yếu bằng vận khí A. Lăng Hàn nói, chương 1168, phá giải một kiếm hạ. Người nói như vậy không phải là không có đạo lý, nhưng người may mắn như vậy, ngàn tỷ năm cũng khó tìm một cái. Hơn nữa, coi như được vô thượng bảo dược, một bước thành thánh, nhưng này trung quy không phải lĩnh ngộ thuộc về mình, cần ngàn tỷ năm thông hiểu đạo lý, tư chất kém, vậy cả đời cũng đừng nghĩ tiến bộ thêm. Vô địch trí thánh nói, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta tin tưởng mình có thể trở thành người may mắn như vậy, hơn nữa, một cây bảo dược cũng chưa chắc đủ a. À. Tuy tư chất của thiên phượng thần nữ, hách liên tầm tuyết bất phàm, nhưng muốn nói có thể leo lên thánh đạo vậy thì hơi quá. Hơn nữa, hắn còn có cha mẹ, còn có đám hồng nhan lưu vũ đồng, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ già đi chứ. Không có cách nào thì thôi, nhưng đã có một tia hy vọng, hắn làm sao cũng phải tranh thủ, hái bảo dược như vậy, tăng cao thực lực cho người ở bên cạnh. Ngược lại đám người Vũ Hoàng, Đinh Bình, thiên phú võ đạo của bọn họ cực cao, làm người lại kiên cường, chỉ cần không chết, hy vọng thành thánh là cực lớn. Vô địch trí thánh suýt chút nữa thổ huyết, bảo dược như vậy ngàn tỷ năm mới có thể sinh ra một cây, có được chính là tích mấy đời phúc duyên, người lại còn muốn mấy cây. Người thật có thể được một cây bảo dược, bản tôn liền viết chữ phục, nếu như được hai cây. Bản tôn theo họ của ngươi, ha ha theo họ ta thì thôi ta đã có nhi tử lang hàn cười từ chối vô địch trí thánh không khỏi im lặng da mặt của người này cũng thật đủ dày mau cút mau cút nếu không bản tôn thật muốn đạp ngươi một cước hắn không kiên nhẫn nói chờ đã cửa kế tiếp tính thế nào hai người có thể đồng thời sao lang hàn hỏi có thể ngược lại là phá giải một kiếm chỉ cần thời gian sử dụng không nhiều vậy đều có thể được khen thưởng vô địch trí thánh tức giận Bản tôn biết người quan tâm chính là khen thưởng, vì lẽ đó không cần hỏi lại. Lăng Hàn xem thường nói, không ngoài tử văn sơn hà đan, nhiều nhất là tăng lên ba tinh. Tiểu tử thúi, vô địch trí thánh quả thực tức điên rồi. Lăng Hàn cười hì hì nói, ta ngược lại hy vọng tiền bối có thể khen thưởng chút đồ vật khác. Cút, vô địch trí thánh cắn răng, phun ra một chữ như thế. Nếu như hắn còn có hàm răng, chán a, à, cửa thứ ba còn không qua liền biết rồi, khen thưởng vẫn là tử văn sơn hà đan, ai. Trong lòng lăng hàn ai oán, dắt tay thủy nhạn ngọc, đồng thời lên lầu, tiến vào tầng thứ ba. Nơi này có rất nhiều người đứng, có sơn hà cảnh, cũng có nhật nguyệt cảnh, càng có tinh thần cảnh, để lăng hàn hơi kinh ngạc. Cửa thứ nhất không phải đào thải đi rất nhiều người sao, tại sao còn có nhiều người đến nơi này như vậy? Ở phía trước nhất, có một vệt quang ảnh tạo thành hình người đang xuất kiếm, tới tới lui lui chính là một kiếm, nhưng phảng phất phù hợp một loại đại đạo chân giải nào đó, một kiếm đâm ra, như thiên địa trấn áp, uy lực kinh người. Chính là muốn phá giải chiêu kiếm này sao? Lăng Hàn nhìn kỹ, chiêu kiếm này cũng không quá phức tạp, cường đại ở chỗ đạo vận trong đó, lấy ra quy tắc thiên địa, chém ra một cái, cực kỳ huyền diệu. Từ khi tiến vào nơi này thì bắt đầu tính giờ, chỉ là mỗi người đều có khởi điểm tính giờ của từng người, điều này làm cho Lăng Hàn càng thêm kỳ quái. Đây thực sự là một ngôi mộ mộ sao? Lăng Hàn cảm thấy nếu như một ngày kia mình chết, vậy tuyệt đối sẽ không ở trong phần mộ của mình dần vặt ra nhiều trò như vậy. Cái này nếu như đổi thành lẫm thiên tông sát hạch thu đồ đệ, Lăng Hàn mới cảm thấy thích hợp. Nhưng đây là một kẻ đã chết làm ra a à. ô, sẽ không phải vô địch trí thánh này muốn thu đồ đệ chứ. Cái này rất có thể, nếu không hắn kiểm tra nhiều như vậy làm gì. Nhưng vì cái gì không nói rõ, cái này 89 phần 10 là một vị sáng thế cảnh, dù cho không phải, hằng hà cảnh tuyệt đối là đủ. Phải biết lẫm thiên tông chỉ có một vị cường giả hằng hà cảnh tỏa chấn, dù cho không phải hắn tự mình thu đồ, mà chỉ là lẫm thiên tông mà thôi, nhưng đám vương giả trẻ tuổi ở tinh hệ phụ cận còn không phải mỗi người động lòng sao Cái này rất có khả năng là cường giả sáng thế cảnh muốn thu đệ tử cách thế, tuyệt đối sẽ cướp phá đầu A Chờ chút, lăng hàn thầm lắc đầu, nếu thật sự nói rõ, phòng trừng cường giả tinh thần cảnh nơi này sẽ muốn giết người Giết người gần đủ rồi, vậy mình bộc lộ tài năng không phải lớn hơn sao Sáng thế cảnh muốn thu đồ, đương nhiên sẽ không coi tinh thần cảnh là chuyện to tát, mà chỉ cần đệ tử hạt giống tốt nhất hoặc là nói truyền nhân thích hợp mình nhất thiên phú cũng không thể đại biểu tất cả con đường khác nhau người đi khác nhau kiếm chiêu rất đơn giản tất cả mọi người ở một bên diễn luyện nỗ lực tìm kiếm ra chiêu thuật phá giải ở dưới quang ảnh vung chém chiêu này không mang theo bất kỳ nguyên lực bởi vậy muốn hóa giải một chiêu này tự nhiên không thể dựa vào lực lượng nghiền ép mà lấy chiêu hóa chiêu nếu như tự giác có thể hóa giải chiêu này thì có thể đi lên phía trước giao thủ với ảnh nhân có thành công hay không tự nhiên sẽ thấy rõ ràng mà khi giao thủ với quang ảnh, sẽ có một tầng khí thức hỗn độn bao phủ, không thấy rõ quá trình chiến đấu cụ thể của song phương. Nếu có thể qua ải, tự nhiên sẽ trực tiếp rời đi, nếu không thể qua ải, liền lui về chỗ cũ. Bởi vậy, những người khác không thể thông qua hai người giao thủ tổng kết ra quy luật gì, thu được trợ giúp. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, nơi này có rất nhiều cường giả tinh thần cảnh, nhưng hắn không nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng, cũng không biết đối phương là chưa đi tới, hay đã sớm hóa giải chiêu kiếm này leo lên tầng thứ tư. Đáng tiếc, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nếu không hắn có thể cùng Thủy Nhạn Ngọc tiến vào hắc tháp, ở dưới luân hồi tụ tìm hiểu, một ngày bằng một năm, liền không tin ai có thể nhanh hơn bọn họ. Trong lòng lăng hàn thở dài, ngẫm lại coi như đánh vỡ ghi chép thành tích thông qua cửa ải này, được cũng chỉ là một viên tử văn sơn hà đan, hữu dụng, nhưng không có tác dụng quá to lớn. Quên đi, cứ như vậy a à. Lăng Hàn đặt sự chú ý tới kiếm chiêu, chiêu kiếm này ngưng tụ quy tắc thiên địa nào đó, phi thường huyền diệu. Một chiêu này, hắn học không được, không phải ngộ tính của hắn không đủ, mà chiêu kiếm này cần dùng đến quy tắc vượt xa sơn hà cảnh. Học không được, cũng không có nghĩa là không thể phá giải, bằng không vô địch trí thánh hoàn toàn là chơi khăm mọi người. Nhưng cái này cần thời gian, chương 1169, lấy làm gương. Lăng Hàn thưởng thức chiêu kiếm này, không khỏi trà trà than thở, chiêu kiếm này thực diệu, lấy đại đạo áp chế, quá thần kỳ. Hắn học không được chiêu kiếm này, nhưng có thể lấy làm gương. Đại đạo chi kiếm, trong lòng hắn bay lên một ý hiểu ra, đại đạo chi kiếm lại thêm khoái tự kiếm quyết, vậy uy lực của kiếm pháp sẽ cường đại cỡ nào? Khoái tự kiếm quyết phá hoại quy tắc, đại đạo chi kiếm thuận theo quy tắc, nếu hai người có thể kết hợp, đây là một loại tiên phong. Đạo của mình, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hắn vẫn muốn sáng tạo ra võ kỹ thuộc về mình, nhưng muốn làm được điểm ấy quá khó khăn, bất quá hiện tại hắn nhìn thấy một con đường quang minh để hắn thấy tương lai rõ ràng. Quá tuyệt diệu, Lăng Hàn thưởng thức, hiện tại hắn không có đi nghĩ làm sao phá giải chiêu kiếm này, mà nghiên cứu chiêu kiếm này là làm sao vận chuyển. Càng hiểu rõ sâu sắc, hắn càng bay lên các loại hiểu ra, để hắn vui mừng khôn nguôi. Hắn hồn nhiên quên thời gian, người nơi này có thành công phá giải kiếm chiêu rời đi, lại có người mới tới gia nhập, ở đây đăm chiêu, mà càng nhiều người là vẫn ở lại nơi đây. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bị Thủy Nhạn Ngọc đụng một cái mới phục hồi tinh thần lại, hóa ra vư vật này đã có nắm chất phá giải muốn lên trước thử một lần mà thủy nhạn ngọc lại kỳ quái bởi vì đến hiện tại lăng hàn còn không có động tính cái này quá không phù hợp đạo lý nàng không thể lý giải lúc này lăng hàn mới phát hiện hóa ra đám người thiệu tư tư đỗ an đã sớm rời đi hắn lạc hậu không phải nhỏ tí tẹo ngươi đi trước đi hắn cười nói ta có thu hoạch lớn hơn đôi mắt đẹp của thủy nhạn ngọc sáng ngời ngươi đang học kiếm chiêu lăng hàn cười ha ha Hiện tại cô nàng này càng ngày càng hiểu mình. Hắn nói, phải, lại không phải, ta đang phỏng đoán kiếm chiêu, nhưng không phải học mà là lấy làm gương. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, nàng biết lấy ngộ tính của Lăng Hàn, làm sao có khả năng không bằng vương giả tuổi trẻ khác. Vậy ta đi trước, nàng nói. Được, Lăng Hàn gật đầu, Thủy Nhạn Ngọc đi qua khiêu chiến, nhưng tiếc nuối chính là nàng thất bại. Ta chắc chắn, lại có thêm 3 ngày, nhất định có thể phá giải chiêu này. Nàng cũng không nhụt chí. Lăng Hàn gật đầu, tiếp tục phỏng đoán kiếm ý, hắn khẳng định không chiếm được khen thưởng qua ải, nhưng hắn không để ý, cơ hội phỏng đoán thiên địa đại đạo cực kỳ quý giá, cái này không biết vượt qua khen thưởng bao nhiêu lần. Hắn lần thứ hai quên thời gian, người xung quanh đổi lại đổi, rốt cục, hắn đứng lên. Đã không có nhiều đồ vật có thể lấy làm gương, dù sao chỉ có một chiêu, hắn có thể học chính là đạo vận trong đó, mà không phải quy tắc trực tiếp, trên thực tế hắn cũng nắm giữ không được quy tắc như vậy, vượt qua cảnh giới quá nhiều. Lăng hàn lộ ra nụ cười tự tin ở trong lòng hắn đã gieo xuống một đệ tử hạt giống một ngày nào đó đệ tử hạt giống này sẽ thành đại thụ đúc ra con đường võ đạo thuộc về hắn hắn tiến lên khiêu chiến cùng ảnh nhân mặt đối mặt ảnh nhân không hề có tình cảm nó cũng không phải sinh linh chân chính trực tiếp chém tới một kiếm lăng hàn lấy ra tiên ma kiếm gặp chiêu phá chiêu mũi kiếm của ảnh nhân đứng trước cổ của lăng hàn mà tiên ma kiếm cũng đứng ở trước cổ của ảnh nhân ngắn ngủi dừng lại Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn xuất hiện ở một địa phương mới. Qua ải, rất kỳ quái, rõ ràng Lăng Hàn không có suy nghĩ như thế nào phá giải kiếm chiêu, nhưng sau khi nắm giữ đạo vận của chiêu kiếm này, hắn tự nhiên biết nên làm sao hóa giải. Ha 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 ha, tiểu tử, lúc này ngươi không có tư cách hướng về bản tôn yêu cầu khen thưởng. Nơi này đồng dạng có một khối bia đá, âm thanh của vô địch trí thánh từ trên bia đá truyền ra, lại tràn ngập sung sướng. Hắn bị Lăng Hàn ghét bỏ khen thưởng qua ải, lúc này lăng hàn mất đi tư cách để hắn vui vẻ không thôi lăng hàn khẽ mỉm cười nói đúng nha ta thực nhớ nhung đan dược này đúng rồi cửa thứ tư cửa thứ năm sẽ không vẫn là loại đan dược này chứ chúc mừng ngươi trả lời chính xác vô địch trí thánh cười nói tử văn sơn hà đan nhiều nhất có thể đạt đến thập tinh cũng chính là nhiều nhất có thể tăng lên thập tinh lực lượng lăng hàn kỳ quái nói nếu như bản thân ta nắm giữ lực lượng ngũ tinh lại dùng một viên tử văn sơn hà đan phẩm chất thập tinh có phải ta nắm giữ lực lượng 15 tinh không? Không thể, vô địch chí thánh lắc đầu, thập tinh là một bình cảnh tuyệt đối, đây là không thể vượt qua, nếu như bản thân ngươi nắm giữ lực lượng 10 tinh, còn ăn vào Tử Văn Sơn Hà đan thì một chút hiệu quả cũng không có. Ồ, Lăng Hàn gật đầu, hắn không hề hứng thú với loại đan dược này, bởi vì hắn tin chắc mình nhất định có thể đạt đến cực hạn chân chính của sơn hà cảnh. Bản thân ta có thể đạt đến hoàn mỹ, cần gì phải mượn ngoại vật? Ngoại vật, có thể không mượn thì không nên mượn võ giả mạnh mẽ chung quy chỉ là bản thân. Lăng Hàn cười ha ha nói, lẽ nào vẫn khen thưởng tử Văn Sơn Hà Đan, không thể đổi cái khác sao? Trừ khi, ngươi có thể đột phá tầng 9, vô địch trí thánh nói, nào sẽ cho tưởng thưởng gì? Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, vô địch trí thánh nhất thời xì mũi nói, còn nói mình không tham, lộ ra bộ mặt thật rồi chứ? Lẽ nào không thể coi là hiếu kỳ sao? Lăng Hàn cười nói, thiết, chuyện ma quỷ này ngươi tin tưởng sao? Vô địch trí thánh khinh thường nói, Lăng Hàn cười to, ngài là cao nhân tiền bối, chế nhạo một hậu bối như thế thật được sao? Đã kích thứ vô liêm sỉ, người người có trách nhiệm. Vô địch trí thánh nói, Lăng Hàn thầm khinh bỉ, vị vô địch trí thánh này phải đổi một cái tên, gọi vô địch tiện thánh A, lại chấp nhặt tính toán chi ly với một hậu bối như hắn. Hắn nói, vậy cửa thứ tư là cái gì? Kha kha, từ cửa thứ tư đến cửa thứ chín đều giống nhau, vô cùng đơn giản. Chính là xem ngươi đánh ra lực lượng mạnh bao nhiêu, năng lực phòng ngự kiên cố bao nhiêu còn giải thưởng cuối cùng vậy đương nhiên phải lưu đến cuối cùng mới nói hiện tại nói cho ngươi thì đã làm sao ngươi có thể trở thành người may mắn cuối cùng sao vô địch trí thánh nói vô vị lang hàn lắc đầu hắn ngược lại hy vọng tiếp sau đó còn có thể phá giải mấy kiếm để hắn nắm giữ càng nhiều nhịp điệu đại đạo để hắn đi càng xa hơn ngươi trước tiên xông qua chín cửa lại cùng bản tôn nói thú vị hay vô vị đi vô địch trí thánh hử nói Chương 1170, đánh ta. Mau cút mau cút, tiểu tử ngươi sinh ra liền mang vầng sáng làm người ta ghét sao? Sao bản tôn nhìn ngươi liền muốn nổi giận? Trong lòng Lăng Hàn xem thường, là ngươi tự mình vô căn cứ đi. Hắn cũng không phí lời, theo cầu thang đi lên, tiến vào tầng thứ tư. Tầng này trống rỗng, chỉ có hai tượng đá đứng thẳng, còn có một cái đồng hồ cát đã bắt đầu tính giờ. Trên ngực một tượng đá viết hai chữ đánh ta, một cái khác viết ba chữ ta đánh ngươi. Tiện Thánh này quả nhiên không phải người bình thường a. À. Lăng Hàn đi đến trước tượng đá đánh ta, ngưng tụ một quyền đánh tới, oanh, tượng đá bị đánh bay, hắn còn muốn bổ thêm một quyền, triệt để đánh nổ tượng đá này, chỉ thấy chữ trên tượng đá đã biến thành qua ải. Vậy thì được rồi, Lăng Hàn kinh ngạc, đương nhiên không có hứng thú bị người đánh, liền lưỡng thững đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền chạy ra, trong giọng nói của vô địch chí thánh có chút căm tức. A a a, cầm đồ vật, mau cút, phải bị ghét bỏ đến phần này rồi. Lăng Hàn không có dừng lại, đi vào tầng thứ 5. Vẫn là hai tượng đá, một cái là đánh ta, một cái khác là ta đánh ngươi. Lăng Hàn vẫn không muốn bị đánh, đương nhiên đi đánh tượng đá. Hắn đấm ra một quyền, tượng đá ngã xuống, nhưng hắn phát hiện, tượng đá này rõ ràng mạnh mẽ hơn, bởi vì không có bị đánh bay, mà chỉ ngã xuống, nhưng vẫn xem như là qua ải. Hiển nhiên, tầng càng cao, tượng đá sẽ càng mạnh mẽ, tuy hắn không có đi tranh tài cùng ta đánh ngươi nhưng tin tưởng lực công kích của tượng đá này khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên quả nhiên là chọn truyền nhân cách thế sao lang hàn cũng không chú ý được truyền thừa của sáng thế cảnh đây chính là lực lượng mạnh nhất thần giới ngay cả tam nguyên thượng nhân chạy đến cũng sẽ điên cuồng có điều hiện tại vô địch trí thánh không ưa mình như thế có thể ở sau khi hắn bộc lộ tài năng lại gõ hắn một ám côn hay không tiện thánh kia rất có thể làm được a à. quên đi dù sao cũng phải đi ra ngoài liền một đường vui đùa đi cầm khen thưởng, Lăng Hàn đi tới tầng thứ 6. Oanh, vẫn là đánh ta, nhưng sau cú đấm này của Lăng Hàn, tượng đá vẫn không nhúc nhích. Lăng Hàn kinh ngạc, lực lượng của hắn bây giờ gần như có thể vượt qua lục tinh, mà nơi này khẳng định là theo cảnh giới mà gì, không thể để Sơn Hà Cảnh đi oanh kích tượng đá tinh thần cảnh, cũng sẽ không để cho tinh thần cảnh đến đánh Sơn Hà Cảnh, vậy thì không còn ý nghĩa. Lực lượng lục tinh cũng không thể thắng được, Lăng Hàn vận chuyển bí pháp, phát động thần văn hỏa diễm, đánh tới đánh ta, nhưng thần diễm sôi trào, đốt tượng đá đen kịt, bất quá chỉ gia tăng lực phá hoại, mà không phải lực lượng oanh kích. Hắn muốn dùng tử văn sơn hà đan, lại phát hiện không gian linh khí bị cầm cố, trước vì không để vô địch trí thánh phát hiện hắc tháp, hắn thu tử văn sơn hà đan vào trong không gian linh khí phổ thông. Nơi này, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình xông qua. Lăng Hàn triển khai khoái tự kiếm quyết, nhưng uy lực của khoái tự kiếm quyết là ở chữ nhanh, không thể đánh ra lực lượng vượt qua cực hạn. Vô hiệu, Lăng hàn lui ra sau vài bước, triển khai diệt long tinh thần tiến, xeo xeo xeo, hắn lấy thân làm cung, lấy nguyên lực làm tiến, một mũi tên bắn nhanh, vẫn vô dụng, tượng đá sừng sướng không ngã. Lúc này, hắn thật có chút giật mình, lực lượng lục tinh lại thêm bí pháp, lại còn không cách nào thông qua. Cát chảy đã trôi qua một phần ba, cát chảy hết, vậy chính là phán định hắn vượt ải thất bại. Trước ở tầng thứ năm không nhìn thấy những người khác, nói rõ ở đây thất bại, vậy thì sẽ bị đưa xuống lầu một vậy dùng tiến thức trung cực, mũi tên này, trong nháy mắt lấy hết lực lượng toàn thân hắn, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng đả kích cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như ngay cả cái này cũng không cách nào kiến công, vậy Lăng Hàn cũng chỉ có thể đi chịu đòn. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển tiến thức trung cực, bí pháp vận chuyển, nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc ngưng tụ, thể lực thắng ở lực bộc phát mạnh, thời khắc đều có thể nổ ra một đòn toàn lực. Xeo, tiến nguyên lực bắn ra, hóa thành một vệt sáng một mũi tên trúng đích, đánh ta nhất thời bị đánh bay. Qua ải, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nhưng đặt mông ngồi trên mặt đất, không còn khí lực. Một lát sau hắn mới khôi phục một chút, đứng lên đi ra ngoài, cảnh vật lay động, lại thấy bia đá. Tiểu tử, người có chút ra ngoài dữ liệu của bản tôn, không nghĩ tới lực lượng của ngươi không tới lục tinh, lại có thể xông qua cửa thứ sáu. Vô địch trí thánh nói, trong giọng nói không che đậy kinh ngạc cùng than thở. Bình thường thôi, Lăng Hàn giả vờ khiêm tốn, nhưng trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo đây là hắn cố ý đối với loại tiền bối vô liêm sỉ này không cần quá mức cung kính ngược lại như vậy càng đúng khẩu vị của đối phương không thấy tuy đối phương luôn giống cút đi cút đi nhưng lại một mực chủ động nói chuyện với hắn cái này có thể thấy được chút ít kha kha hiện tại bản tôn sẽ chú ý ngươi không tin ngươi còn có thể xông qua tầng thứ bảy tiện thánh này nói quả nhiên muốn đấu khí với lăng hàn ở tầng này lăng hàn nhìn thấy đám người thiệu tư tư còn có vài nhân vật đời trước có tinh thần cảnh, cũng có nhật nguyệt cảnh. Hiển nhiên, sau khi thông qua tầng thứ 6, tất cả mọi người mỗi qua một cửa đều rất coi trọng, không ai không điều chỉnh trạng thái, đạt đến tốt nhất, lại đi xung kích cửa thứ 7. Đừng nhìn lang Hàn không để tử văn Sơn Hà Đan ở trong mắt, nhưng tử văn Nhật Nguyệt Đan thì sao? Tử văn tinh thần Đan thì sao? Đặc biệt là tử văn tinh thần Đan, đạt đến độ cao như loạn tinh nữ hoàng, đừng nói lại tăng lên năm tinh lực lượng, coi như chỉ một tinh, vậy cũng đủ để nàng quét ngang hợp ninh tinh, ở trong vòng một canh giờ là vô địch. Bởi vậy, đan dược như vậy cực kỳ quý giá. Người có, ta cũng có, vậy ngươi được, ta cũng được, mọi người không dám dễ dàng vận dụng, đây là một đại sát khí uy hiếp. Bằng không một khi lực lượng tranh lệch nhiều, sẽ gợi ra kịch biến, một hoàng triều nói không liền không còn. Mặt khác, ngươi chỉ có tử văn tinh thần đan lục tinh, ta có thất tinh, tranh lệch tương tự rất lớn. Bởi vậy mọi người đương nhiên phải dốc hết sức sông tới. lang Hàn không nhìn thấy Thủy Nhạn Ngọc, cái này rất tự nhiên, nàng sớm đã bị đào thải, dù sao chỉ là thiên tài nhị tinh, không thể giết tới nơi này. Hắn cũng điều chỉnh một chút, khôi phục trạng thái, sau đó tiến vào tầng thứ bảy Chương 1171, ta đánh ngươi. Lúc này không có gì phải do dự, Lăng Hàn trực tiếp lấy ra tiến thức trung cực, đùng, tượng đá ngã gục, nhưng chỉ ngã xuống mà không có bay ngược. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, xem ra, đi con đường đánh người cũng chỉ tới đây tượng đá tầng thứ 8 tuyệt không phải tiến thức trung cực có thể đánh sập, trừ khi hắn có thể đạt đến độ cao thiên tài thất tinh thậm chí bát tinh. Tầng thứ 9, cửu tinh thậm chí thập tinh, cũng còn tốt, ngoại trừ đánh ta, còn có ta đánh ngươi, tuy lang hàn không muốn bị đánh, nhưng càng muốn biết, sau khi thông qua tầng 9, đến tột cùng sẽ nhận được tưởng thưởng gì. Hắn nhanh chân rời đi, nơi này, không có một bóng người. Dù cho là thiên kiêu như thiệu tư tư, được các trưởng bối cố ý đưa vào tiểu thế giới khai thiên, nện cơ sở vững chắc, nhưng dù sao vẫn không có tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, cũng không có đạt đến cực hạn của Sơn Hà cảnh, chết no chỉ có 6 tinh lực lượng. 6 tinh lực lượng lại thêm một ít bí pháp, có thể miễn cưỡng thông qua tầng thứ bảy nhưng tầng thứ 8 là tuyệt đối không thể. Nơi này đồng dạng có bia đá, nhưng lần này trên đất chỉ thêm con đan bình, vô địch trí thánh không nói lời nào, hiển nhiên, trước hắn suy đoán Lăng Hàn không thể xông qua cửa thứ bảy hiện tại bị làm mất mặt, hẳn là thật không tiện. Lăng Hàn cười hì hì, thu hồi đan bình, nhưng nắp bình không thể mở ra, hiển nhiên không cách nào ăn đan dược ở đây, nhờ vào đó qua cửa. Hắn cũng không đi đả kích vô địch trí thánh, chỉ ngồi điều chỉnh trạng thái, nắm một khối chân nguyên thạch, vận chuyển lục hợp bát hoang công, lấy ra lực lượng của chân nguyên thạch, tốc độ khôi phục của hắn rất nhanh. Gần như sau một canh giờ, Lăng Hàn đứng lên, người bậc mà lên, tiến vào tầng thứ 8. Hắn lựa chọn ta đánh ngươi, luận lực công kích, hắn chỉ có lực lượng không đủ lục tinh, dù cho lấy tiến thức trung cực bạo phát cũng có hạn, không thể tăng lên vô hạn, nhưng nói đến lực phòng ngự, hắn vượt qua mấy tinh. Kha kha, đến đây đi. Khi hắn đi tới trước mặt ta đánh ngươi, đá lập này liền thức tỉnh, oanh qua một quyền. Oanh, lang hàn bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn không có chở hắn rơi xuống đất, tượng đá đã đuổi theo, lại đấm ra một quyền. Thật nhanh, thật nặng, lang hàn thầm nói, trên tượng đá này có ra chỉ thần văn đặc thù, lực lượng đặc biệt mạnh mẽ, đấm ra một quyền, hắn không thể chống đối. Nhưng vậy thì như thế nào? phòng ngự của hắn đạt đến thần thiết cấp 4, chỉ là lực lượng thuần túy muốn đả thương hắn, vậy làm sao cũng phải là nhật nguyệt cảnh mới được. Lăng Hàn chỉ chống đỡ, ở dưới công kích giống như bão táp của tượng đá, hắn không có sức lực đánh lại, chỉ có thể tận lực bảo vệ mặt, cái này nếu chỉ có thể chịu đòn, vậy che chở khuôn mặt anh Tuấn là rất cần thiết. Đánh người qua ải, vậy một quyền liền có thể kiến công, nhưng chịu đòn không phải như vậy, oanh oanh oanh, thật giống như tượng đá muốn đánh chết Lăng Hàn mới bằng lòng bỏ qua. Cho đến khi cắt chảy hết, Tượng đá mới lùi qua một bên, chữ trên ngực đã biến thành qua cửa. Lăng Hàn nhe răng, không thể đánh ít một chút sao? Hắn đi ra ngoài, cảnh vật biến hóa, bia đá tái hiện, nhưng nơi này lại nhiều hơn một người. Loạn Tinh Nữ Hoàng, rất kinh người, Loạn Tinh Nữ Hoàng lại xông tới đây, có điều, nàng là lấy công kích hay phòng ngự xông tới? Lăng Hàn không quá tin tưởng cái sau, dù sao Bất Diệt Thiên kinh quá đặc thù. Mà nếu như là cái trước, thì vị nữ hoàng này mạnh mẽ có chút ngoài dự đoán của mọi người theo lý mà nói lấy lực lượng của nàng đủ để san bằng bích lạc trụ thiên hoàng triều tại sao không nhất thống hợp ninh tinh đương nhiên cũng có thể hai đại hoàng triều này đã từng là đế triều có gốc gác mạnh mẽ tỉ như sát trận không cách nào di chuyển vậy tiến công không đủ nhưng phòng ngự lại thừa sức tam đại hoàng triều hòa bình ở trung trăm vạn năm khẳng định là có nguyên nhân loạn tinh nữ hoàng cũng nhìn thấy lăng hàn vẻ mặt lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới vẫn còn có người có thể xông qua tám tầng đầu càng không nghĩ đến người này lại là lăng hàn trong mắt phượng của nàng lướt qua một đạo sát khí nàng chưa bao giờ bị nam nhân đụng chạm qua lại hút dòng máu của người này còn cắn ở trên cổ của đối phương còn bị tên khốn kiếp này tập kích ngực những hình ảnh này đan sen làm cho nàng sát khí như sôi ngay cả một tia chấp niệm kia cũng không cách nào ngăn cản quyết tâm giết người của nàng lúc này liền một trường vỗ tới tinh thần cảnh ra tay thiên địa thất sắc ngừng lại tượng đá mở miệng công kích đáng sợ lập tức biến mất sạch sành xanh. Tuy bản tôn cũng rất khó chịu tên tiểu tử này, nhưng tiến vào tháp này, vậy chính là đệ tử hạt giống, trước khi bị bản tôn từ bỏ, một cái cũng không thể chết. Trái tim của Lăng Hàn đập oanh oanh, hiện tại có vô địch trí thánh chống đỡ, nhưng sau khi đi ra ngoài thì làm sao bây giờ? Hắn ở Sích Thiên học viện, Đại Lăng Triều lại là nước phụ thuộc loạn tinh Hoàng Triều, hòa thượng chạy miếu chạy không được a à? Ai, người đang yên đang lành chạy tới hấp huyết gì chứ, lại không phải thi biến. Loạn Tinh nữ hoàng chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, không có ra tay nữa. Nàng biết ở đây không giết được Lăng Hàn, vậy lấy quả đoán của nàng đương nhiên sẽ không lãng phí khí lực. Có điều, Lưu Manh bất lịch sự mình đang ở trước mắt, nàng chỉ có thể nhìn, để vị nữ hoàng này mặt rồng giận dữ. Tôn sư của một quốc gia, thiên hạ chi chủ, lại không thể giết một tên hạ thần. Cửa ải cuối cùng, các ngươi nhanh bắt đầu đi, bản tôn đã không kịp đợi. Vô Địch Chí Thánh nói, mau mau, nếu như các ngươi có thể thông qua Bản tỏa sẽ cho các ngươi một niềm vui to lớn. Loạn tinh nữ hoàng cực kỳ thẳng thắn, lập tức leo lên tầng thứ 9, hiển nhiên, mục đích của nàng là muốn mau chóng rời khỏi tòa tháp này, sau đó giết Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, xem ra, hắn nhất định phải vận dụng hắc tháp. Tầng thứ 9, cũng là tầng cuối cùng, nơi này vẫn bày đặt hai tượng đá đánh ta cùng ta đánh ngươi. Quả nhiên, loạn tinh nữ hoàng lựa chọn đánh ta, mà Lăng Hàn chỉ có thể lựa chọn ta đánh ngươi, để hắn không khỏi ai oán ai bảo hắn vẫn không có tu ra tòa sơn hà thứ năm, ở mặt chiến lực không đạt tới cực hạn chứ. Nhưng lực lượng của loạn tinh nữ hoàng lại có thể xông qua cửa thứ 8, cái này quá kinh người. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía đối phương, muốn tận mắt chứng kiến lực lượng to lớn của vị nữ hoàng này. chương 1172, cửa ải cuối cùng. Vù, phía sau loạn tinh nữ hoàng hiện ra bốn viên tinh thần, tỏa ra khí thức viễn cổ hồng hoang. Không sai, không sai, nhật nguyệt cảnh cùng sơn hà cảnh đều tu luyện tới mức độ hoàn mỹ tuy chưa tu ra viên tinh thần thứ năm nhưng lực lượng đã đạt đến cửu tinh thanh âm của vô địch trí thánh vang lên không che đậy ca ngợi lăng hàn ngơ ngác thiên phú của vị nữ hoàng này lại yêu nghiệt như thế không phải nói ngay cả thiên tài ngũ tinh cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết sao nhưng lực lượng của vị nữ hoàng này không ngờ đạt đến cửu tinh vậy lực chiến đấu của nàng chỉ ít cũng cửu tinh thậm chí còn hơn có điều muốn vượt qua đại cảnh giới tác chiến phải cần lực lượng 10 tinh, mà không phải lực chiến đấu 10 tinh, bởi vậy nàng còn không thể ngang hàng hàng hà cảnh, chỉ ít hiện tại không được. Có hy vọng, bởi vì nàng hoàn toàn có thể tu ra một ngôi sao, tu luyện tinh thần cảnh tới mức độ hoàn mỹ. Có điều rất kỳ quái, vì bản tôn cảm ứng được ngươi nắm giữ tòa sơn hà cùng nhật nguyệt thứ năm, nhưng lực lượng của ngươi lại không có cường đại như bản tôn tưởng tượng. Thanh âm của vô địch trí thánh lại vang lên, bản tôn thiết lập tòa tháp này thử thách, chỉ cần lực lượng đạt đến 8 tinh liền có thể ung dung thông qua, nhưng người rõ ràng có lực lượng chín tinh nhưng qua cửa thứ tám cũng có chút miễn cưỡng không biết vì sao a à. vô địch trí thánh có vẻ rất hiếu kỳ ngay cả cường giả như hắn cũng như vậy có thể thấy được trên người loạn tinh nữ hoàng tất nhiên cất dấu bí mật kinh người ngẫm lại cũng đúng loạn tinh nữ hoàng ở trăm vạn năm trước đột nhiên quật khởi thành lập loạn tinh hoàng triều chiếm một phần ba cương vực của hợp ninh tinh trở thành một trong tam đại bá chủ nhưng trước đó vị nữ hoàng này thật giống như đột nhiên xuất hiện đột nhiên quật khởi, không có ai biết lai lịch của nàng. Sau lưng cấp tốc quật khởi như thế, khẳng định ẩn giấu một bí mật lớn. Loạn tinh nữ hoàng không đáp, cho dù đối mặt cường giả như vô địch trí thánh, nàng cũng không có thu lại khí phách, nàng chỉ vận chuyển tinh thần lực, tay trắng ấn nhẹ, từng đạo từng đạo thần văn đan dệt, nhưng đếm một chút, chỉ có hơn bốn ngàn. Hơn bốn ngàn thần văn chỉ có thể nói rất mạnh, nhưng cách cực hạn của tinh thần cảnh là 9,999 đạo thần văn vẫn có tranh lệch cực lớn, đây quả thật là xa xa không có đạt đến lực lượng chín tinh. Vô địch trí thánh nhìn lầm, kỳ thực loạn tinh nữ hoàng không có đạt đến lực lượng chín tinh sao. Nhưng này sao có khả năng, tuy người ta rất có khả năng là tiện thánh, nhưng ngay cả chút nhãn lực ấy cũng không có, vậy tìm khối đậu hũ đâm chết đi. Hiển nhiên loạn tinh nữ hoàng đang vận chuyển đại chiêu, cả người nàng có hỗn độn khí sôi trào, áo choàng phía sau không gió mà bay, tóc đen múa lên, anh tư hiên ngang, lại tràn ngập phong tình quyến rũ. Trên đời này, e cũng chỉ có nàng mới có thể kết hợp hai loại khí chất bất đồng kia hoàn mỹ đến như vậy trong con người của nữ hoàng có hình ảnh diệt thế hiện lên đáng tiếc bị hỗn độn khí che lấp lang hàn không nhìn thấy nhưng vô địch trí thánh hiển nhiên có thể hắn hơi run run nói ô sao bản tôn đột nhiên có chút ấn tượng nhỉ nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được từng thấy ở nơi nào lang hàn kinh ngạc cường giả đều sẽ không có tật xấu trí nhớ kém bởi vì thần hồn mạnh mẽ trí nhớ tự nhiên kinh người nhưng vô địch trí thánh lại còn nói trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được vậy phải là sự tình lâu cỡ nào lẽ nào là ký ức thời thơ ấu của hắn bằng không một khi tu luyện thành công ký ức tuyệt đối không thể xuất hiện mơ hồ ầm um, loạn tinh nữ hoàng ra tay tay ngọc đánh ra phảng phất như chư thiên tan vỡ cho dù ở trong không gian biệt kín nhưng trên đỉnh thật giống như xuất hiện một cái hố đen muốn nuốt chừng tất cả quá mạnh mẽ cái này chính là lực lượng trên tám tinh sao oanh đánh ta bị oanh sập nhưng không có bị đánh bay ha ha lực lực rất mạnh không tệ vô địch trí thánh khen sau đó nhìn lăng hàn nói tiểu tử còn ngươi lăng hàn phiền muộn một cái là đánh người một cái khác là bị người đánh đây là cảm thụ hoàn toàn khác nhau a à? hắn thở dài đi tới trước mặt ta đánh ngươi đến đây đi hiện tại ca vẫn không có tu cảnh giới đến hoàn mỹ ta nhịn tượng đá lập tức ra tay oành 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 mà quất lăng hàn lần này lực công kích của tượng đá càng mạnh hơn Lăng Hàn tự nhiên chỉ có che chở khuôn mặt anh Tuấn, bị đối phương cuồng đánh. Hắn có chút xấu hổ thành giận, dù sao không giống tầng thứ 8, bây giờ còn có một vị nữ hoàng đại nhân ở bên cạnh nhìn. Có điều, loạn tinh nữ hoàng không có lộ ra vẻ coi thường. Có thể chịu đòn như vậy, là người nào cũng có thể làm được sao. Nhưng, cái này cũng không thể tiêu sát ý của nàng. Cát chảy trôi hết, ta đánh người ngừng tay, không nhúc nhích, phảng phất chỉ là một tượng đá phổ thông. Khen thưởng đâu, mau chóng để chúng ta rời đi. Loạn tinh nữ hoàng thúc giục, nàng tự nhiên không phải ham muốn khen thưởng, mà muốn rời nơi này, sau đó có thể giết Lăng Hàn. Lăng Hàn vội cười nói, không vội không vội, không bằng mọi người cùng nhau uống chút trà nói chuyện phiếm đi. Ha 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 ha, vô địch trí thánh cười to, rất tốt rất tốt, một cái nắm giữ sức tấn công mạnh nhất, một cái nắm giữ lực phòng ngự mạnh nhất, đúng là đối tượng bản tôn hy vọng. Đối tượng hy vọng, Lăng Hàn lẩm bẩm, sau đó cất cao giọng nói, này này này, không cần nói lời khiến người ta hiểu lầm này. Kha kha kha, kha kha kha, vô địch trí thánh cười to, này, ngươi rốt cuộc có ý gì? Lăng Hàn hỏi, vô địch trí thánh cười một trận mới nói, tiếp đó, chính là bản tôn khen thưởng cho các ngươi. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang chờ Lăng Hàn và loạn tinh nữ hoàng truy hỏi, nhưng để hắn phiền muộn chính là, hai người này đều không có để ý đến hắn. Đệt, vô địch trí thánh tự chúc nhục nhã, chỉ phải nói. Bản tôn muốn thu hài tử của các ngươi làm đồ đệ, bồi dưỡng hắn trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Phốc, lang hàn nhất thời phun ra ngoài, não ngươi tàn sao. Vô địch trí thánh trở nên hưng phấn nói, công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất kết hợp, sinh ra đời sau nhất định có thể gồm cả hai ưu điểm lớn, làm đệ tử của bản tôn là không thể thích hợp hơn. Này này này, người đừng có tự biên tự diễn như vậy, đây căn bản là chuyện không thể nào. Lang hàn lắc đầu, chương 1173, sinh đồ nhi cho bản tôn. Loạn tinh nữ hoàng thì sát khí giật động, lại muốn nàng sinh hầu tử với lăng hàn, muốn chết sao? Ha ha, bản tọa muốn các ngươi sinh, các ngươi không sinh không được. Vô địch trí thánh cười to, nếu không, các ngươi liền ở lại trong này cả đời, lúc nào sinh đồ đệ của bản tôn ra, lúc đó mới có thể rời đi. Đệt, quá không thưởng thức, trên đời có bức khuê nữ làm kỹ nữ, nào có bức người sinh em bé chứ? Lăng hàn nói, ngươi vẫn là cao nhân tiền bối sao, sao có thể làm ra sự tình hạ tiện như vậy? phi, bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất, bản tôn đây là cân nhắc thay các ngươi. Vô địch trí thánh nói, hắn quả nhiên là tiện thánh, lời như vậy cũng nói lẽ thẳng khí hùng. Người vô liêm xỉ hiển nhiên không thể bị mấy câu nói như thế đánh bại. Lăng Hàn chuyển đề tài nói, tại sao phải từ hài tử làm lên, người xem chúng ta, một cái nắm giữ công kích mạnh nhất, một cái nắm giữ phòng ngự mạnh nhất, tại sao không truyền thần công cho chúng ta? Hừ, các ngươi có thể tín nhiệm sao? thanh âm của vô địch chí thánh đột nhiên lạnh lẽo. Làm sao, vị tiền bối này bị người thương tổn qua, từ đây biến tính. Vì để cho các người hết hy vọng, bản tôn sẽ nói cho các người một ít chuyện, dù sao cũng là cha mẹ của đồ nhi ta, có tư cách biết một ít. Vô địch chí thánh nói, bản tôn ở vô số năm tháng trước chính là cường giả hiếm có trong thiên hạ, nhưng vì sung kích cảnh giới cao hơn, bản tôn thường thường bế quan. Nhưng mà, bản tôn có ba đồ đệ, bọn họ vì thành tựu thánh vị, lại nhân lúc bản tôn bế quan ám hại bản tôn, làm hại bản tôn bị đạo thương không thể chữa trị. Quả nhiên, tên này bị người phản bội, trở nên không tin người. Cũng đúng, Đồ Đệ không giống như học sinh, có thể nói không hề khác thân sinh, bị người thân cận như vậy phản bội, chính hắn bị thương rất nặng, rất khó lại đi tin tưởng người khác. lang Hàn ngắt lời nói, tại sao phải ám hại ngươi, có một vị thánh nhân chỉ điểm, không phải càng tốt sao? Hừ, thành tiểu sáng thế cảnh há lại dễ như vậy? Vô địch trí thánh cười gần, dù cho ba đồ đệ kia của bản tôn đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng cơ hội đột phá đến sáng thế cảnh lại không đủ một phần trăm. Vượt qua một bước này, không phải thiên tài là có thể làm được, còn phải có cơ duyên, có đủ thần dược giúp đỡ, bằng không mù quáng bước ra bước này, chỉ có thân tử đạo tiêu. Bọn họ là muốn đoạt đạo quả của bản tôn, tuy không thể để cho bọn họ lập tức bước vào sáng thế cảnh, nhưng ít ra có thể tăng lên ba phần mười xác suất. Một mặt là không tới một phần trăm, mặt khác vượt qua 30%, mê hoặc thành thánh to lớn như thế, tự nhiên có người bí quá hóa liều, thậm chí không tiếc thí sư. Nén bi thương, Lăng Hàn an ủi, sau đó lại không rõ nói: "Nếu ngươi bị đồ đệ phản bội, vì sao còn muốn thu đồ đệ nữa?" "Hư, chính vì bản tôn biết điểm ấy, nên muốn từ nhỏ dậy đồ đệ, từ giấy trắng làm lên." Vô Địch Chí Thánh nói: "Phải, tên này tẩu hỏa nhập ma rồi, mặc kệ ngươi, mau thả chúng ta rời đi." Lăng Hàn kêu lên, "Được sinh đồ nhi cho bản tôn, các người có thể rời đi. Vô địch trí thánh nói, ngẫm lại xem, ngày sau hài tử của các ngươi có thể trở thành cường giả quét ngang tinh vũ, cái này vinh quang cỡ nào a? À? Lăng Hàn cười ha ha nói, không cần phiền toái như vậy, ngày sau ta cũng có thể quét ngang thiên hạ, không cần dựa vào con cái của mình. Tiểu tử thúi, người cũng thật tự tin, lại dám khoe khoang quét ngang thiên hạ. Vô địch trí thánh nhổ nước bọt nói, Lăng Hàn mỉm cười không phải ngươi cũng tự xưng vô địch trí thánh sao vô địch trí thánh không khỏi cạn lời có điều lúc trước hắn tốt xấu gì cũng là thánh tuy hiện tại khẩu khí hơi lớn nhưng chí ít cũng có niềm tin lăng hàn là bằng cái gì hắn nói thân phận thực sự của bản tôn là vô tương thánh nhân hắn nói ra thân phận của mình miễn cho lăng hàn lấy điểm ấy đến công kích hắn lăng hàn suy nghĩ một chút nói tiền bối đã nhiều năm như vậy ba đồ đề kia của ngươi đã sớm không còn trên nhân thế a không thể vô tương thánh nhân lập tức nói tuy bản tôn đào tẩu nhưng thánh nguyên bị ba nghịch đồ đoạt đi lấy thiên phú của bọn họ hẳn đều có thể bước vào thánh cảnh những năm này bản tôn vẫn tu luyện thần hồn mài đi thánh uy trong đó để cho đồ đệ của bản tôn kế thừa mới không có hiện thân theo bản tôn tính toán thời gian chỉ khoảng mấy trăm triệu năm mà thôi ba nghịch đồ kia khẳng định còn trên đời tu vi đã đại thành lang hàn chỉ cảm thấy vị thánh nhân này có chút bi ai khi còn sống bị đồ đệ hãm hại nhưng chết rồi còn vì đồ đệ mà ra sức, tiêu diệt thần hồn của mình, cái này cần quyết tâm ra sao? Tiền bối, người không thể sống thêm đời thứ hai sao? Hắn hỏi, không có chuyển hồn hoa, làm sao sống thêm đời thứ hai? Vô tương thánh nhân nói, chuyển hồn hoa, trong một thời kỳ toàn bộ thần giới chỉ sẽ tồn tại một đóa mỗi một đóa đều cần 10 tỷ năm mới có thể trưởng thành, dù thánh vương vô địch, nhưng nếu không đúng thời, chuyển hồn hoa mới trưởng thành đến một nửa cũng chỉ có thể làm đẹp. Ít nói nhảm, nhanh sinh đồ nhi cho bản tôn đi yên tâm bản tôn sẽ không nhìn lén này này lăng hàn lớn tiếng kêu lên nhưng bia đá không phản ứng chút nào loạn tinh nữ hoàng vẫn ở bên cạnh lắng nghe nhưng hiện tại nhìn về phía lăng hàn sát khí như rực cháy còn muốn cùng nàng sinh hầu tử đi chết đi vị nữ hoàng này hung hãn ra tay nhưng công kích đánh ra nàng phát hiện tu vi của mình bị áp chế đến phá hư cảnh công kích như vậy làm sao có khả năng giết chết lăng hàn kha 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 tiểu tử đóa hoa hồng có gai này đã bị bản tôn tước tu vi, người còn không lên. Thanh âm của vô tương thánh nhân lại vang lên, lão, lão lưu manh người a, à. lăng hàn chố mắt, thánh nhân gì chứ, cũng quá tiện đi. Hắn nhìn loạn tinh nữ hoàng, miệng không khỏi dương thật to. Tu vi bị áp chế, khí tức hỗn độn trên người loạn tinh nữ hoàng cũng cấp tốc tiêu tan, lộ ra hình dáng của nàng. Đẹp, diếm, thuần, mị, yêu, lăng hàn hoàn toàn không cách nào dùng một từ để hình dung loạn tinh nữ hoàng, bởi vì ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, pha tạp thanh thuần cùng yêu mị, lạnh lùng cùng diễm lệ, đây tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên một người, nhưng lại thật xuất hiện. chương 1174, đối kháng, nhưng cái này không có cảm giác quái chút nào dị, trái lại làm cho nàng tràn ngập phong tình mê người, như liệt diễm, lại phảng phất như băng xương, tập trung vẻ đẹp không giống vào một thân, cho dù là khổ hạnh tăng cũng tim đập thình thịch. Nghị lực của nàng đã vượt qua cấp độ đẹp, chỉ lấy dung mạo mà nói, Vị cung chủ trước kia của côn bằng cung không kém nàng, thậm chí còn cao quý hơn mấy phần, nhưng nói đến sức mê hoặc đối với nam nhân, vậy thế gian tuyệt không ai sánh bằng vị nữ hoàng này. chí ít cho tới bây giờ, lang hàn còn chưa từng thấy nữ nhân nào hơn nàng. Chẳng trách trụ thiên hoàng, bích lạc hoàng đều sẵn lòng vì nàng từ bỏ giang sơn xã tắc, đây quả thật là nghiêng nước nghiêng, mạnh như đám người trụ thiên hoàng, khẳng định nhìn thấu khí tức hỗn độn trên người loạn tinh nữ hoàng A. Tin tưởng tinh thần cảnh cũng có thể làm được truyền thuyết đám người tả tướng vào chiều cũng không dám nhìn loạn tinh nữ hoàng, khẳng định là sợ nhìn nhiều sẽ làm ra việc ngốc a. À. Nhưng hiện tại, một phư vật tuyệt sắc như thế, cảnh giới lại bị cắt, chỉ cần lăng hàn sẵn lòng, hoàn toàn có thể đoạt vị nữ hoàng này, hấp dẫn như vậy. Có nam nhân nào chống được, loạn tinh nữ hoàng hiển nhiên cũng biết điểm ấy, nàng không chút biến sắc, nhưng cả người tỏa ra khí tức viễn cổ hồng hoang, thật giống như muốn phá cấm chế của vô tương thánh nhân, khôi phục tu vi mạnh mẽ của nàng. Từng hư ảnh đại xà xuất hiện ở sau lưng nàng, mỗi một con đều lớn hơn núi cao, không, còn muốn lớn hơn tinh thần, phảng phất há miệng là có thể cắn nuốt mất một ngôi sao. Cửu xà, ngươi là cửu xà tộc, thanh âm của vô tương thánh nhân đột nhiên vang lên, tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ. Ha ha ha, chẳng trách vừa nãy bản tôn cảm thấy hơi thở của ngươi giống như đã từng quen biết, hóa ra là cửu xà trong truyền thuyết. Huyết mạch như vậy, lại thêm bản tôn dạy dỗ, đồ đệ tương lai của bản tôn tất nhiên là đệ nhất thiên hạ. Cửu xà tộc, trong lòng lăng hàn buồn bực, nghe vô tương thánh nhân hưng phấn, cửu xà tộc hẳn vô cùng mạnh mẽ, đáng tiếc hắn chưa từng nghe nói. Loạn tinh nữ hoàng không hề bị lay động, chỉ trùng kích cấm chế trên người. Tiểu cô nương, không nên uổng phí khí lực, tuy người nắm giữ huyết mạch cửu xa, nhưng dù sao mới chỉ là tinh thần cảnh, mà bản tôn là sáng thế cảnh. Sáng thế là thánh, người cùng bản tôn tranh lệch quá to lớn, một ý nghĩ của bản tôn liền có thể trấn áp bầu trời, bày xuống cấm chế há là người có thể giải trừ. Vô Tương Thánh Nhân nói: Loạn Tinh Nữ Hoàng không chịu nhận mệnh, nàng là một đời bá chủ, làm sao cũng không thể bó tay chịu trói. Tiểu tử, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh một chút a, nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi cũng không động tâm, ngươi sẽ không phải là thái giám chứ? Vô Tương Thánh Nhân cố ý châm lửa, Lang Hàn cười hì hì nói: thực sự là hoàng đế không vội thái giám vội a. À. Đệ, Vô Tương Thánh Nhân có chút tức giận, hắn đường đường là thánh nhân, nếu không phải hiện tại chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, chỉ có thể hy vọng lăng hàn cùng loạn tinh nữ hoàng sinh ra một đồ đệ mạnh nhất cho hắn hắn cần phải khách khí sao lăng hàn nhìn loạn tinh nữ hoàng nói ngươi không cần lo lắng tuy ta không phải loại chỉ trung thủy với một người nhưng cũng không phải loại gặp nữ nhân liền có ý chiếm đoạt loạn tinh nữ hoàng có chút xấu hổ nàng từ trước tới nay vẫn cao cao tại thượng không cần người khác đồng tình hay bố thí nếu không phải tu vi bị áp chế nàng tùy ý một kích liền có thể cắt lăng hàn thành mảnh vỡ nhưng người ở dưới mái hiên không thể không vúi đầu, nàng không giải được cấm chế trên người, thì thật cần xem sắc mặt của Lăng Hàn, bằng không nếu Lăng Hàn cường bạo nàng, nàng cũng chỉ có liều ngọc đá cùng vỡ. Tiểu tử, miệng rất cứng a, à, không biết người có thể kiên trì bao lâu, bản tôn ngược lại không vội, cũng các ngươi mười năm trăm năm kéo dài là được rồi. Vô tương thánh nhân rất vô lại nói, nói xong, tiếng nói của hắn không vang lên nữa, thật giống như không muốn phản ứng hai người Lăng Hàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên trôi qua, trong không gian tầng thứ 9, cũng chỉ có Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng, cô nam quả nữ. Lăng Hàn chưa bao giờ cho rằng mình là tấm gương đạo đức, nhưng đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm, coi như mị lực của loạn tinh nữ hoàng to lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không cường bạo một cô gái yếu đuối. Đây là một vấn đề nguyên tắc, giới hạn là không thể đánh vỡ. Mỗi ngày hắn đều tu luyện, trong cơ thể có ma nguyên, sinh mệnh tinh khí nơi này cực kỳ cường thịnh, tu vi tiến cảnh của hắn chắc chắn sẽ không chậm. Chỉ tiếc, hắn không thế tiến vào hắc tháp, bằng không lại thêm luân hồi thụ mộ đạo, tiến bộ của hắn sẽ càng nhanh hơn. Dù như vậy, hắn cũng tiến triển cực nhanh, tốc độ tiến cảnh tuyệt đối đáng sợ. 10 ngày, 20 ngày, một tháng, Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng có thể nói nước giếng không phạm nước sông, tuy hai người cùng ở một phòng, nhưng căn bản không có nói câu nào. Nữ hoàng đại nhân rất ngạo kiều A, Lăng Hàn thầm nói, phải biết hắn nhịn được không xuống tay với nàng, vậy cần tự chủ bao lớn. Lão già thối tha, lão già thối tha lang hàn lớn tiếng kêu lên tiểu tử thúi người gọi bản tôn là gì phô tương thánh nhân tức giận nói người già mà không đứng đắn tự nhiên là lão già thối tha lang hàn cười nói ta nói lão già thối tha những người khác đâu ngươi không cố gắng làm tân lang quản những người khác làm gì phô tương thánh nhân hừ hừ nói có vẻ không hài lòng nếu không phải hắn chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn nói không chắc ngay cả hắn cũng động lòng với cửu xà nữ xem ra tiểu gia trong thời gian ngắn là không thể rời đi ngươi giúp ta nói với mấy bằng hữu bảo bọn họ đi trước không cần lo lắng cho ta Lăng hàn nói tại sao bản tôn phải giúp ngươi vô tương thánh nhân bất mãn nói hắn đã từng là thánh nhân hiện tại lại phải truyền lời thay một tiểu bối đây cũng quá mất mặt đi Lăng hàn cười to nói hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta vậy thay ta làm một ít sự tình không phải nên sao huống hồ đây là chuyện giữa ta và ngươi hà tất liên lụy tới người khác tiểu tử thúi, vô tương thánh nhân lầm bẩm một câu, được rồi, bản tôn sẽ thay người chuyển cáo nữ nhân kia, cha cha, không thấy được, người còn là một tình trùng nha. chương 1175, đừng như vậy a à. Thượng, Lăng Hàn cũng không thấy mình chuyên tình, không lên loạn tinh nữ hoàng một là bởi vì hắn chưa bao giờ ép buộc người khác, hay là nhất thời thoải mái, sau này kết thúc như thế nào. Lẽ nào loạn tinh nữ hoàng là loại nữ tử nhu nhược bị người lên sau đó liền y thuận tuyệt đối? Không thể, đến thời điểm đó hai người bọn họ chỉ có một người có thể sống tuy hiện tại loạn tinh nữ hoàng cũng muốn giết hắn bất quá cái mâu thuẫn này không phải là không thể hóa giải nhưng hắn thật lên ngựa vậy chính là không chết không thôi song phương tiếp tục kéo dài hai tháng sau lăng hàn đạt đến đại cực vị đỉnh cao sắp đột phá đây chính là cơ hội hắn một mực chờ đợi độ thiên kiếp trời đất bao la thiên kiếp to lớn nhất thiên kiếp sẽ không vô cớ liên lụy người khác nhưng không gian đóng kín này tất nhiên sẽ bị đánh vỡ đến thời điểm đó Lăng Hàn sẽ tìm cơ hội thoát vây rời đi. Có điều, bởi vì không thể ngộ đạo ở dưới luân hồi thụ, để hắn bỏ ra hơn nửa năm mới rốt cuộc bước ra bước cuối cùng, ầm ầm ầm, uy lực thiên kiếp ngay cả thủ đoạn của sáng thế cảnh cũng không cách nào ngăn cản, lôi vân bỗng dưng sinh ra, bắt đầu tàn phá. Ô, vô tương thánh nhân kinh ngạc, tiểu tử thúi, người ăn cái tiền đan gì, chưa tới một năm, người lại từ đại cực vị hậu kỳ tu đến đỉnh cao, thậm chí có thể xung kích đại viên mãn. Từ đại cực vị hậu kỳ tu đến đỉnh cao, này cũng không tính kinh người, dù sao chỉ cần gặm thiên tài địa bảo vẫn có thể thực hiện, nhưng thiên đạo không phải đơn giản là có thể lĩnh ngộ như thế. Hắn cũng không biết, trong cơ thể Lăng Hàn còn có một ma chủ tinh nguyên, tuy chỉ còn dư lại một chút xíu, nhưng muốn trợ giúp Lăng Hàn sông lên sơn hà cảnh đỉnh cao là không có vấn đề gì. Ha ha, hóa ra tiểu tử ngươi đánh ý đồ này, muốn dùng uy lực của thiên kiếp phá tan lao tù của bản tôn. Vô tương thánh nhân cười kha kha, tiểu tử, người không khỏi quá khinh thường bản tôn đi. Âm âm âm, một tia chấp hạ xuống, bổ tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đón đánh thiên kiếp, hiện tại hắn không có ý niệm khác, chủ động đổ nát thần cốt trong cơ thể, tiếp thu thiên kiếp cột dừa. Hả, loạn tinh nữ hoàng lùi qua một bên nhìn, tuy thiên lôi oanh liên tục, nhưng chỉ cần không chủ động ra tay, thì sẽ không bị thiên kiếp cuốn vào. Đương nhiên, nếu Lăng Hàn ra tay với nàng, nàng lại dáng trả, vậy thiên kiếp này sẽ đối xử bình đẳng. Rõ ràng thể phách của Lăng Hàn đã đạt đến thần thiết cấp 4, vì sao lại bị lôi đình chém nát? Lẽ nào, đây là Lăng Hàn tự mình đổ nát thần cốt? Loạn tinh nữ hoàng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng như thế, nhưng tại sao vậy chứ? Đang yên đang lành tại sao phải tự mình đổ nát thần cốt? Phải biết cường độ thần cốt của Lăng Hàn đạt đến thần thiết cấp 4, có thể nói nằm ngủ cũng có thể vượt qua thiên kiếp. Đây là vì luyện mãi thành thép sao? Trong lòng nàng nhảy một cái, sau đó khiếp sợ, cái này lại tăng lên một bước sẽ đạt đến lực phòng ngự kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, mạnh đến thần thiết cấp năm ở trước mặt nàng cũng không đỡ nổi một đòn, nhưng bởi vậy có thể suy đoán, cảnh giới của lăng hàn càng cao, lực phòng ngự của hắn cũng sẽ tăng lên theo, từ đầu tới cuối duy trì cao hơn cảnh giới một đoạn. Vậy thì quá khủng bố, nam nhân từ tiểu thế giới đến này, sao sẽ nắm giữ năng lực kinh người như vậy, lẽ nào cũng đến từ thiên tộc thượng cổ nào đó sao? Đề, phô tương thánh nhân cũng kinh ngạc thốt lên, cảnh giới của hắn cao hơn, sống lâu hơn loạn tinh nữ hoàng, nhưng thể phách đáng sợ như thế này xưa nay hắn cũng chưa từng nghe nói. Hắn vốn tưởng rằng thể phách của Lăng Hàn mạnh là ăn bảo vật khoáng thế gì, chỉ có thể dùng một lần, nhưng từ hiện tại đến xem, cái này còn có thể theo cảnh giới tăng lên. Tiểu tử này cũng đến từ đại tộc nào sao? Vô tương thánh nhân có cảm giác như đang nằm mơ. Xuất hiện một huyết mạch cửu xà tộc đã rất ngạc nhiên, cái này được gọi là thiên tộc thượng cổ, đã sớm biến mất khỏi thần giới, mà lăng hàn yêu nghiệt, lại tuyệt đối không thua A. À. Là hậu duệ của cổ thiên tộc sao? Vô tương thánh nhân giật mình, sau đó đại hỉ, nếu như hai cổ thiên tộc kết hợp, vậy sinh ra đời sau sẽ nắm giữ cơ sở nghịch thiên thế nào? Đây ngay cả ở thời kỳ thượng cổ cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì cổ tộc quá ít, ngay cả ở thời kỳ thượng cổ, thời điểm vẫn tính có mấy nhà, cũng chưa từng xuất hiện thông ra. Bản tôn thực sự là chờ mong A, à. hắn lầm bẩm nói, lang hàn phá nát thần cốt, tiếp thu thiên kiếp rèn luyện, bất diệt thiên kinh không ngừng vận chuyển, xuất phát về cảnh giới càng cao hơn. Đối với Lăng Hàn mà nói, độ thiên kiếp là chút lòng thành, đánh bóng thần cốt mới là chuyện quan trọng, hắn nhàn dối cũng nhàn dối, nên tế tiên ma kiếm ra, nếu đồ chơi này có thể nuốt thần thiết tăng lên phẩm chất, vậy được thiên kiếp rèn luyện hẳn cũng có lợi đi. Nửa ngày trôi qua, Lăng Hàn gây dựng lại thần cốt, vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, dù cho ở trong hư không, thiên địa linh khí cũng bị dẫn dắt đến cuồn cuộn củng cố đạo cơ của hắn lại thêm nơi này còn có sinh mệnh tinh khí nồng nặc nguyên khí của hắn hoàn toàn khôi phục hơn nữa khí huyết bốc lên cho thấy sức sống phồn thịnh thân hình của lăng hàn hạ xuống lấy ra một bộ quần áo mới thay ở dưới thiên kiếp quần áo của hắn đương nhiên đã hóa thành cho hắn nhìn bầu trời khẽ nhíu mày bởi vì ở dưới thiên kiếp đánh phá không gian này lại không ngừng phóng to giãn ra đủ địa phương để hắn độ kiếp làm cho thiên kiếp không cách nào phá hư không gian này không hổ là thủ đoạn của thánh nhân không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Tiểu tử thúi, thật không nghĩ tới, người để bản tôn càng thêm kinh hỉ. Vô tương thánh nhân cười to, hiện tại cường độ thể phách của ngươi, phải đạt đến thần thiết cấp 5A. Lăng Hàn biết không thể giấu giếm được nhãn lực của một thánh nhân, tuy thánh nhân này sớm chết, chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Hắn tỉ mỉ lĩnh hội một chút mới nói, hẳn chưa, chỉ vượt xa thần thiết cấp 4, cách cấp 5 còn có một chút. Đại khái Lăng Hàn cần tu ra tòa sơn hà thứ 5, lại qua một lần thiên kiếp, Lúc này mới có thể để thần cốt đạt đến thần thiết cấp 5. "Nhanh sinh đồ đệ cho bản tôn." Vô Tương Thánh Nhân kích động nói. "Mặc kệ ngươi, lang hàn ngồi khoanh chân, tiếp tục tu luyện. Tuy hiện tại Vô Tương Thánh Nhân còn nắm giữ năng lực kinh người, nhưng chuyện như sinh con, chỉ là khí lực lớn cũng vô dụng." Hắn hừ một tiếng nói, "Các ngươi muốn vĩnh viễn ở chỗ này sao? Chương 1176, đừng như vậy a." À. Hả nơi này cũng không tệ, sinh mệnh tinh khí dồi dào, vừa vặn tu luyện." Lăng Hàn cười nói, đương nhiên sẽ không yếu khí thế. Chờ xem, vô tương thánh nhân giận dữ biến mất, thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, hai người Lăng Hàn đã bị nhốt sòng giã một năm, tuy đây đối với thần linh mà nói hầu như là bé nhỏ không đáng kể, nhưng tưởng tượng cuộc sống như thế còn có khả năng kéo dài 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vậy thì không thể nào tiếp thu được. Tu vi của Lăng Hàn đã tăng đến Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn Đỉnh Cao, sau đó là tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, đạt đến cực hạn chân chính của Sơn Hà Cảnh, hoặc sung kích nhật nguyệt cảnh, bước vào một cảnh giới mới. Có điều, kiên trì của vô tương thánh nhân cũng dùng hết, hắn lần thứ hai thông qua bia đá lên tiếng. Bản tôn thời gian có hạn, đây chính là các người bước bản tôn. Này này này, người sẽ không muốn đánh chết chúng ta chứ? Còn có, người làm sao sẽ thời gian có hạn, không phải người đã chết rồi sao? Lang Hàn cười nói, hư, bản tôn tự luyện thần hồn, đâu thể nào tồn tại thời gian quá lâu. Vô tương thánh nhân lãnh đạm nói, nếu tiểu tử ngươi không chịu chủ động, vậy bản tôn để cô gái này chủ động. Âm, um, khí thế của loạn tinh nữ hoàng đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt này, nàng khôi phục tu vi tinh thần cảnh. Nhưng lang hàn không cho đây là tin tức tốt, ngược lại, vô tương thánh nhân đã nói tới phần này, tuyệt đối không có ý tốt ra. Dung nhan của loạn tinh nữ hoàng lần nữa tiến vào trong khí thức hỗn độn, vóc người cũng biến thành như ẩn như hiện, nhưng vẫn hoàn mỹ, rung động lòng người như cũ nàng ngẩng đầu nhìn lăng hàn tuy không nhìn thấy đôi mắt nhưng lăng hàn lại có cảm giác bị lang nhìn chằm chằm không phải cảm giác ngạ lang nhìn chằm chằm con thỏ trở thành con mồi mà là một mẫu lang động dục nhìn chằm chằm công lang lão lưu manh đến tột cùng ngươi đã làm gì lăng hàn cả kinh hỏi kha kha chỉ là để nữ oa nhi này tiến vào thời kỳ động dục mà thôi vô tương thánh nhân cười nói được rồi bản tôn đi đây không trở ngại các ngươi lão già khốn nạn ngươi đứng lại cho ta oanh lang hàn vẫn chưa nói hết chỉ thấy loạn tinh nữ tinh đã đánh tới lập tức ôm lấy hắn như mẫu báo động tình đè hắn thật chặt mạnh mẽ đẩy ngã không 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 giống như một xà mỹ nữ cuốn lấy hắn a à. này 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 ta đã nhịn xuống ngươi không thể nhịn một chút sao lang hàn nói ra sức đẩy loạn tinh nữ hoàng nhưng coi như hắn đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn thì đã làm sao sao là đối thủ của tinh thần cảnh loạn tinh nữ hoàng phát ra tiếng nỉ non nhẹ nhàng không có chút ý nghĩa nào nhưng tràn ngập mê hoặc để cả người lang hàn không khỏi tỏa nhiệt đây là vưu vật chỉ một ánh mắt liền có thể làm cho nam nhân điên cuồng ngay cả thủy nhạn ngọc so sánh với nàng cũng ảm đạm phai mờ như thôn cô bị một mỹ nữ như vậy quấn lấy chủ động cầu đẩy ngã ai có thể từ chối lang hàn cắn răng thật chặt tuy hắn đã từng ảo tưởng qua một ngày kia tu vi đại thành nắm vị nữ hoàng này lên đánh đòn nhưng ảo tưởng dù sao chỉ là ảo tưởng mà thôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi không phải cách làm của đại trượng phu. Loạn tinh nữ hoàng đã hôn đến, không ngừng tìm kiếm môi của Lăng Hàn, tìm không được liền hôn loạn một mạch. Lăng Hàn thật muốn đánh mình một tát, bị một phư vật tuyệt sắc như thế quấn lấy, hắn lại còn nghĩ làm sao thoát thân, có phải là bị coi thường hay không. Xẹt xẹt, y phục của hắn bị xé nát, hung khí suýt chút nữa lộ ra. Quá không rột rè, ngươi là nữ hoàng đại nhân, sao ý chí bạc nhược như vậy chứ? Tim của Lăng Hàn oành oành đập mạnh, cái này là nữ nhân tuyệt sắc, một cái ánh mắt, một bóng người liền làm cho nam nhân thần hồn điên đảo, lúc trước hắn chưa từng gặp mặt đối phương bao giờ, còn thỉnh thoảng sẽ từ trong lòng nổi lên thân ảnh của vị nữ hoàng này. Nhưng hiện tại, hỏa nước này lại chủ động đầu hoài tống bão, còn để hắn thấy hình dáng, đây là mê hoặc thế nào. Lăng Hàn chống lại, nhưng hai tay không tự chủ được ấn tới hai ngọn núi cao vút kia. Dựa vào, vì sao lại ấn tới phía trên kia chứ? Nhất định là vì quá lớn, mục tiêu hết sức rõ ràng, mới để hắn bất chi bất giác đưa tay tới thật lớn, thật co giãn, thật êm dịu, lại chân mịn, lăng hàn nuốt ngụm nước miếng, lúc này hắn rốt cục có cảm thụ rõ ràng. Hắn vội vàng lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm nghĩ chuyện như vậy. Xẹt xẹt, nữ hoàng đại nhân đã không nhịn được, lại động thủ xé quần áo của hắn. Đệt, 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 lăng hàn thầm mắng, thân hình lóe lên, tiến vào trong hắc tháp. Loạn tinh nữ hoàng nhất thời ôm không, trong ánh mắt lướt qua vẻ mờ mịt, ở dưới dục vọng chi phối, phản ứng của nàng quả nhiên chậm hơn vài lần ồ oh, thanh âm của vô tương thánh nhân vang lên không gian thần khí không đúng coi như trốn vào trong không gian thần khí bản thân thần khí cũng không nên biến mất a lão lưu manh này quả nhiên không đi trong hắc tháp lăng hàn nhổ nước bọt sau đó hận không thể cho mình mấy bạt tai một tuyệt sắc vư vật chủ động muốn đẩy ngã hắn hắn lại trốn vào hắc tháp hắn không có ý nghĩ với loạn tinh nữ hoàng sao lăng hàn không thể không thừa nhận nghị lực của vị nữ hoàng này đã vượt qua tất cả ngay cả hắn cũng tim đập thình thịch, nhưng hắn lại lập dị bỏ chạy, ngẫm lại liền để hắn cảm giác quá ngụy quân tử, rõ ràng có ý nghĩ, nhưng loại giả thánh nhân gì chứ? Ta không phải giả thánh nhân, mà là, dùng phương thức như thế được thân thể của nàng, sẽ để ta lưu lại hổ thẹn cùng tiếc nuối. Hơn nữa, ta muốn theo đuổi võ đạo đỉnh cao, nếu trong lòng tồn tại nhược điểm, ngày sau thời điểm lĩnh ngộ thiên đạo tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nói không chắc sẽ trở thành một đòn chí mạng với ta. Lý niệm của ta chính là không thẹn thiên địa làm người thế nào cũng phải có một nguyên tắc không thể vượt qua nghĩ như thế tâm của hắn liền bình tĩnh lại cái này cũng là nguyên nhân hắn không tiết lộ ra hắc tháp cũng không muốn phát sinh quan hệ với loạn tinh nữ hoàng ngươi có thể nói cho người kia ta có biện pháp để hắn chuyển thế tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn nói lang hàn sướng sờ sau đó tức giận đến suýt chút nữa nhảy lên nói tại sao ngươi không nói sớm một chút làm hại hắn bị giam gần hai năm chương 1177, nguyên tắc làm người. Thứ nhất ngươi không hỏi, thứ hai, ngươi lại không có tiến vào hắc tháp, ta cho rằng ngươi và vị nữ hoàng kia chung đụng sung sướng, không muốn rời đi. Tiểu tháp từ tốn nói, mười phần ngạo kiều, sung sướng con em ngươi, lang hàn thầm lẩm bẩm một câu, nhưng không khỏi tỉnh lại, hai năm gần đây hắn vẫn trải qua rất thành thật, không phải bởi vì mị lực của loạn tinh nữ hoàng, để hắn thích trạng thái đó sao. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi ngơ ngác, sức mê hoặc của vị nữ hoàng này cũng quá to lớn để hắn trong lúc vô tình liền bị ảnh hưởng lão lưu manh này chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn hơn nữa còn tự luyện thần hồn ngươi có thể cứu sống hắn lang hàn xoay chuyển tâm tư trở về có thể tiểu tháp từ trước đến giờ nói chuyện rất ngắn gọn dưới luân hồi thụ đủ để tàn hồn của hắn không thay đổi mà chờ ngươi mở ra một tầng hắc tháp nữa liền có thể hội tụ lực lượng ngũ hành đúc thành thân thể ngũ hành thân thể ngũ hành nghe giống như rất châu bỏ a à. Lăng Hàn nói, tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi nói cho hắn, thân thể ngũ hành đoạt thiên địa tạo hóa, sẽ làm tần suất tai nạn của thiên nhân phát tác tăng lên gấp 10 lần. Cái gì là tai nạn của thiên nhân? Lăng Hàn hỏi, ta có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi sao? Tiểu tháp hỏi ngược lại, sau đó tự hỏi từ đáp. Không có, không nên lãng phí thời gian quý giá của ta, ta phải tiếp tục chữa trị hắc tháp, nếu không phải còn cần ngươi tiếp tục trở nên mạnh mẽ, ta căn bản khinh thường đi ra. Ai, có chủ nhân như vậy thực sự là không bất lo, cái gì cũng cần ta vất vả. Nói xong, nó chậm rãi trở nên trong suốt, biến mất không còn tâm hơi. Mẹ kiếp, người coi ta là chủ nhân sao? Lăng Hàn nhổ nước bọt, hắn sửa lại tâm tư một chút, veo, thân hình lại lé lên, rời đi hắc tháp. Ân, tiếng rên rỉ mê người truyền đến, hắn lập tức bị loạn tinh nữ hoàng quấn rắn chắc, vừa nãy vị nữ hoàng này chỉ ôm lấy hắn, không có sử dụng thần văn, chỉ dùng ý thức võ đạo nhốt hắn, mới để hắn có thể tiến vào hắc tháp. Nhưng lần này, thần văn đan dệt, Lăng Hàn thực sự là bị nhốt rồi. Hắn vội vã lớn tiếng nói, lão lưu manh, chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình báo thù, lại tu luyện lại thành sáng thế cảnh sao? Ngươi nhìn thấy, ta cũng có bí mật kinh người, có thể trợ giúp ngươi tu ra thân thể ngũ hành, nhưng khuyết điểm là, tần suất tai nạn của thiên nhân phát tác sẽ tăng lên gấp 10 lần. Cái gì, thanh âm của vô tương thánh nhân vang lên, tràn ngập khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi nói đều là thật, hắn vô cùng kích động, nếu có thể tự tay báo thù, nếu có thể không chết, hắn nào sẵn lòng để đạo quả hóa thành hư không, làm áo cưới thay người khác. Đương nhiên là thật sự, người trước tiên giải trừ pháp thuật trên người nàng. Lăng Hàn kêu lên, kha kha, người thật đúng là gia hỏa kỳ quái. Vô tương thánh nhân nói, được, bản tôn thật muốn nghe một chút, đến tột cùng ngươi có biện pháp gì. Đúng, loạn tinh nữ hoàng đột nhiên bất động, mất đi hết thảy khí lực, lập tức ngồi phịch ở trong lồng ngực Lăng Hàn. Trước loạn tinh nữ hoàng chủ động, lăng hàn tránh như rắn rết nhưng hiện tại yên tĩnh hắn có thể cảm giác được thân thể vị nữ hoàng này mềm mại cỡ nào hừng hực cỡ nào giàu có co giãn cỡ nào hắn nhất thời miệng khô lưỡi nóng có loại kích động muốn hóa thân thành cầm thú thật trả lời một câu thê không bằng thiếp thiếp không bằng trộm trộm không bằng trộm không được chủ động đầu hoài tống bão ngươi không muốn hiện tại kết thúc lòng ngươi lại ngứa ngáy lăng hàn vội hít một hơi thật sâu khó khăn lắm mới để loạn tinh nữ hoàng qua một bên sau đó nói lão lưu manh ta muốn dẫn người đi một chỗ ngươi không nên phản kháng phí lời bản tôn cũng có thể chế tác không gian thần khí đương nhiên biết đạo lý này vô tương thánh nhân nói có điều tàn hồn của bản tôn vẫn ở dưới nền đất mượn lực lượng chư thiên chấn áp một khi lộ ra ngoài vậy một là dung hợp vào trong cơ thể người khác hai là tiêu tan không thể lại trở về vì lẽ đó nếu như ngươi lừa bản tôn vậy bản tôn ở trước khi tiêu tan tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi lang hàn phất tay nói yên tâm, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi lý do giết ta. Tốt lắm, bản tôn đi ra, vô tương thánh nhân cũng không phải người dây dưa dài dòng, trụ đá lập tức phát quang, có một đoàn quang ảnh màu trắng hiện lên. Thần hồn của lăng hàn giật động, bao vây lấy chùm sáng, veo, mang theo nó đồng thời tiến vào trong hắc tháp. Cái gì, tiến vào hắc tháp, chùm sáng lập tức hét lên kinh ngạc, đây đương nhiên là sóng thần thức, vô tương thánh nhân đã sớm không còn thân thể, không thể lại phát ra tiếng người. Tiểu tử, tại sao không gian thần khí này của ngươi khổng lồ như thế, quả thực chính là một thế giới chân chính. Nếu như vị thánh nhân này còn hình thể, vậy bây giờ khẳng định là tay chân luống cuống, kích động đến muốn té xỉu. Đến lúc này, vô tường thánh nhân mới chính thức tin tưởng Lăng Hàn có thể giúp hắn tái tạo thân thể, sống thêm đời thứ hai. Dù sao, chuyển thế sống lại cần chuyển hồn hoa, cần 10 tỷ năm mới có thể có một đóa ngay cả thánh nhân cũng rất khó đắc thủ, tuy số lượng thánh nhân không nhiều, nhưng thần giới to lớn, số lượng tuyệt đối sẽ không ít cạnh tranh sẽ kịch liệt cỡ nào nhưng hiện tại lăng hàn cho hắn nhìn thấy không gian trong thần khí lập tức liền làm hắn kinh sợ hắn cũng có thể luyện chế không gian thần khí nhưng coi như đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chế tạo ra một không gian cỡ cung điện lớn hơn nữa vậy không gian sẽ không ổn định rất dễ đổ nát cái này dính đến lĩnh vực sáng thế tương tự là thánh nhân tiểu cực vị đại cực vị là có khác biệt một trời một vực lăng hàn dẫn vô tương thánh nhân tới dưới luân hồi thụ nói nơi này có thể để cho thần hồn của ngươi được tẩm bổ, sẽ không khô cạn, chờ thực lực của ta tăng lên một ít, liền có thể tập hợp đủ lực lượng ngũ hành, đúc lại thân thể cho ngươi. Phô tương thánh nhân hóa thành trùm sáng quấn quanh trên một nhánh cây của luân hồi thụ, hắn thể ngộ một hồi nói. Thực sự là như vậy, cái này lại có thể để thần hồn của bản tôn được tẩm bổ. Trời, lẽ nào đây là, đây là, luân hồi thụ, tuy chuyển hồn hoa quý giá, nhưng 10 tỷ năm sẽ sinh ra một cây, hợp tuổi thọ của hai tên cường giả sáng thế cảnh liền được, nhưng luân hồi thụ thì sao? chương 1178, tai nạn của thiên nhân. Đây chính là kỳ vật không thuộc về giới này, cần 12.000 tỷ năm mới có thể trưởng thành. 12.000 tỷ năm, khái niệm này nghĩa là gì? Ở trước mặt luân hồi thụ, ngay cả thánh nhân cũng chỉ có thể tự nhận hàng tiểu bối, niên đại không bằng số lẽ của đối phương. Tiểu tử, người đây là đạt được di bảo của vị thánh vương nào sao? Tiếng nói của vô tương thánh nhân run rẩy Sáng thế cảnh xưng thánh, tiểu cực vị là tiểu thánh, trung cực vị là trung thánh, đại cực vị là đại thánh, đại viên mãn là thánh vương. Đừng xem đều là sáng thế cảnh, nhưng bước vào thánh cảnh, mỗi một bước đều thiên nan vạn nan. Có thể nói, đại bộ phận thánh nhân sau khi bước vào sáng thế cảnh, vậy cho dù đến chết già cũng vẫn là tiểu thánh, cách trung thánh không biết kém bao xa. Vô tương thánh nhân chính là một vị tiểu thánh, ở trước mặt thánh vương, hắn nhỏ bé như kiến. Lăng Hàn cười cợt nói. Tiền bối đối với nơi này có hài lòng không? Thỏa mãn, thỏa mãn, vô tương thánh nhân hài lòng, có thể tự mình báo thù, ai muốn mượn tay người khác. Hơn nữa, cái này còn có thể để hắn sống tiếp, thậm chí khôi phục tu vi năm đó, cái này dĩ nhiên là càng thêm thỏa mãn. Vậy cũng nên thả chúng ta ra ngoài chứ? lang hàn lại hỏi, không thành vấn đề, vô tương thánh nhân đáp ứng. Đúng rồi, cái gì là tai nạn của thiên nhân? lang hàn đột nhiên hỏi, vô tương thánh nhân sướng sở nói ngươi không biết tai nạn của thiên nhân là cái gì, lại cùng bản tôn đàm phán. Lăng Hàn cười nói, thần khí này có khí linh tồn tại, là nó nói cho ta, ta chỉ là dập khuôn mà thôi. Nghe Lăng Hàn nói như thế, vô tương thánh nhân ngược lại càng tin tưởng mình có thể chuyển thế sống lại, bởi vì người biết lừa người, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói khí linh cũng biết lừa người. Hắn suy nghĩ một chút mới nói, thánh nhân nắm giữ lực lượng của sáng thế, nhưng sẽ gặp phải thiên địa đố kỵ, mỗi cách một ước năm, sẽ gặp phải cái gọi là tai nạn của thiên nhân. Đây là nguyền rủa của thiên địa, để thánh nhân gặp phải đại tai nan, hoặc là bệnh tật, hoặc thiên kiếp, hoặc rất không khéo mà gặp phải cướp giết. Coi như người tránh thoát một kiếp, nhưng qua một ước năm, tai nạn của thiên nhân này sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, hơn nữa vĩnh viễn không kết thúc, cho đến khi thực lực của người không có thể tiêu trừ nguy hiểm nữa, đến lúc đó coi như người vẫn còn thọ nguyên cũng sẽ chết. Muốn không ngừng hóa giải tai nạn của thiên nhân, cũng chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ cái này thật giống như cây roi ở sau lưng vĩnh viễn cho người áp lực lang hàn kinh ngạc thánh nhân nhìn như cao cao tại thượng vô địch cả thế gian hóa ra còn phải chịu nguyền rủa như vậy chẳng trách số lượng thánh nhân thưa thớt bởi vì đến tầng thứ thánh nhân muốn tăng lên một bước khó như lên trời nhưng mỗi cách một ước năm lại gặp phải một lần tai nạn của thiên nhân nếu thực lực bản thân không tăng lên vậy lần này may mắn vượt qua nhưng lần sau có thể xong đời vì lẽ đó võ đạo như đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi, lùi tức là chết. Vô tương thánh nhân tổng kết, nói ra cái tàn khốc của võ đạo. Lang Hàn nói, vậy nếu ngươi lấy thân thể ngũ hành đúc lại thân thể, mỗi cách một ngàn năm lại phải tao ngộ một lần tai nạn của thiên nhân. Kia là chuyện sau khi bản tôn trở về thánh vị, mà bản tôn đã vượt qua mấy lần tai nạn của thiên nhân, mấy lần đầu sẽ không quá khó vượt qua. Vô tương thánh nhân tràn đầy tự tin, bản tôn đã đi qua thánh đạo một lần, chờ trở, trở về thánh vị, lại có thêm mấy chục triệu năm tăng cao thực lực, tiêu diệt mấy nghịch đồ kia là 10 phần nắm chắc. Lăng Hàn gật gù, tuy lấy ngũ hành đúc lại thân thể sẽ khiến tai nạn của thiên nhân phát tác tăng lên gấp 10 lần, nhưng vậy cũng là ngàn vạn năm A. À. Đời thứ hai của hắn vẫn chưa tới 50 tuổi, kiếp trước cũng chỉ sống gần 200 tuổi, ngàn vạn năm, dưới cái nhìn của hắn là một con số trên trời. Trước không nói cái này, đưa chúng ta rời đi đi. Lăng Hàn mang theo vô tương thánh nhân rời hắc tháp, sự tình giải quyết có chút thuận lợi ngoài ý liệu, mục đích hắn trốn vào hắc tháp là không muốn hại loạn tinh nữ hoàng, vì thế không tiết lộ ra bí mật hắn có một không gian thần khí đặc thù, không nghĩ tới có thể thu vô tương thánh nhân. Người ở trong hắc tháp, làm sao cũng phải vì ta suốt chút lực chứ. Khi lăng hàn ra hắc tháp, chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng đã khôi phục, một người cứu lập, có một loại cô độc không nói ra được, để người ta muốn xông qua kéo nàng vào trong ngực, thay nàng xua tan cô đơn. Nghị lực của vị nữ hoàng này thực sự là quá to lớn. Lăng Hàn thu hồi tâm tư, ho khan một cái nói: "Bệ hạ, chúng ta có thể rời đi." Ánh mắt của loạn tinh nữ Hoàng phức tạp nhìn hắn, trong lòng loạn như ma. Nguyên bản, nàng đã đè xuống một tia chấp niệm trong lòng, muốn tiêu diệt Lăng Hàn, không nghĩ đến sự tình xuất hiện chuyển ngoặt to lớn, tu vi của nàng bị áp chế, ngược lại không bằng đối phương. Nhưng Lăng Hàn không có nhân cơ hội làm gì nàng, điều này cần lực khắc chế rất lớn, nàng đương nhiên biết mị lực của mình lớn bao nhiêu, làm cho nỗi lòng của nàng khó bình nhất tự nhiên là chuyện vừa nãy. Nàng bị thủ đoạn của thánh nhân điều khiển, như giã thú động dục, chủ động đầu hoài tống báo, thậm chí dùng lực với lăng hàn, kết quả thì sao, dưới tình huống như vậy đối phương vẫn thủ thân như ngọc. Phương diện kia của lăng hàn không được sao, làm sao có khả năng, vừa nãy nàng cùng đối phương tứ chi quấn quyết, có thể rõ ràng cảm giác được hung khí kia đáng sợ, tuyệt đối là đằng đằng sát khí, có dấu hiệu thảo phạt nàng. Hơn nữa, nàng nhìn thấy dục vọng ở trong ánh mắt của lăng hàn, nhưng đối phương lại khắc chế, càng không tiết lộ ra bí mật của không gian thần khí, chỉ vì bảo vệ sự trong sạch của nàng. Không thể không nói, nữ hoàng đại nhân bị cảm động. Từ lần trước sau khi bị Lăng Hàn tập kích ngực, nữ hoàng đại nhân tự nhiên xem Lăng Hàn là hạ lưu vô sỉ, nhưng gần hai năm ở chung, hành vi của Lăng Hàn quả thực có thể dùng cao thượng để hình dung. Cuối cùng dừng cương trước bờ vực, càng là cần nghị lực lớn, quyết tâm lớn, mà vì vậy lộ ra bí mật của trí bảo, người như vậy quả thực quá quân tử có giết Lang Hàn hay không? Khẳng định không thể giết, vậy thực sự là ân đền oán trả. chương 1179, về hợp ninh tinh. Thậm chí loạn tinh nữ hoàng có chút vui mừng, may mắn người cuối cùng là Lăng Hàn, bằng không nếu như đổi thành một người đàn ông khác, hiện tại nàng khẳng định đã thất thân. Nghĩ đến mình sẽ thất thân cho một nam nhân hoàn toàn xa lạ, nàng liền nghĩ mà sợ, dùng mình một cái. Hơn nữa, vô tương thánh nhân vì được đồ đệ, nhất định sẽ không chỉ để nàng thất thân một lần, Vậy thì càng thêm đáng sợ. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn quả thực là đại ân nhân của nàng, hơn nữa ân tình lớn đến đời này cũng báo lại không được. Nhưng vấn đề là, mình và hắn hôn hôn ôm ôm, những hình ảnh này đồng dạng ghi ấn vào trong đầu, sau này mỗi khi nhớ tới, nàng còn làm sao an lòng? Trên người nàng có trọng trách, một lòng võ đạo chỉ có trở thành mạnh nhất thiên hạ mới được. Võ đạo chi tâm xuất hiện tì vết, có khả năng ảnh hưởng tiến cảnh của mình, cái này lại nên làm sao? tâm của nàng có thể không loạn sao? cuối cùng nàng chỉ khẽ ừ một tiếng, xem như là đang nói chấm biết rồi. lang hàn biết đối phương khó xử, nhưng hắn không phải nữ nhân, càng không phải loạn tinh nữ hoàng, có thể phỏng đoán cũng không đủ một phần trăm. hắn cất giọng nói: bệ hạ, chúng ta coi như những ngày qua xưa nay chưa từng xảy ra, được không? nghe hắn nói như vậy, loạn tinh nữ hoàng vừa tức vừa giận. câu nói này là nàng nói mới phải a? À, người sờ soạn ta, hôn ta, ôm ta một câu coi như chưa từng xảy ra liền xong. Nếu như Lăng Hàn biết, nhất định sẽ kêu oan, kỳ thực là vị nữ hoàng này sờ soạn hắn, hôn hắn, ôm hắn có được hay không, nếu không phải ý chí của hắn kiên định, cuối cùng còn có khả năng bị đối phương đẩy ngã. Đàn ông phụ lòng, loạn tinh nữ hoàng thầm nói, nhưng lập tức cao ngạo gắt một cái, người đàn ông này há xứng làm vị hôn phu của nàng. Nàng hư một tiếng nói, lẽ nào người còn muốn ghi vào trong lòng, đối với chấm có nhớ nhung gì sao? a a à a à, thực sự là không đáng yêu một chút nào, quá cao ngạo. Lang Hàn thầm cảm khái, nhưng dáng dấp đẹp có thể tùy hứng, tuy bị nàng đâm một câu, nhưng sinh không ra phản cảm với nàng. Hắn âm thầm lắc đầu, nhất định phải giữ một khoảng cách với đại họa thủy này, nếu không thật có khả năng bị mê đến không biết đông tây nam bắc. Đôi trai gái này mỗi người một ý, đều không nói gì thêm, mà ở dưới vô tương thánh nhân điều khiển, cái mộ lớn trong tinh không này lại xuất hiện một chiếc tinh thuyền. Lúc trước, tùy vô tương thánh nhân bị trọng thương, thậm chí bị đoạt thánh nguyên, nhưng dù sao vẫn là thánh nhân, trước khi chết vẫn bày xuống các loại thủ đoạn, như ở đây giấu một chiếc tinh thuyền, chính là vì chuẩn bị cho đồ đệ sau này của hắn. Nhưng hiện tại chính hắn có thể sống thêm đời thứ hai, cái này đương nhiên tiện nghi lang hàn và loạn tinh nữ hoàng. Đây là một chiếc tinh thuyền loại nhỏ, chỉ có trận pháp phòng ngự nhất định, lấy ứng đối quần thể thiên thạch trong tinh không, hay là hố đen không gian đột nhiên nhô ra, nhưng không có thủ đoạn công kích. Dù sao quá nhỏ, khắc họa không được nhiều trận pháp như vậy. Hết cách rồi, ai bảo đây là trước khi vô tương thánh nhân chết chuẩn bị Nào có nhiều thời gian làm hoàn mỹ như vậy Hắn gọi tinh thuyền ra, liền trốn vào trong hắc tháp Hiện tại hắn là trạng thái thần hồn thuần túy Lại tự luyện thánh uy, căn bản không thể đơn độc tồn tại thời gian dài Nhất định phải phụ thân vào ngoại vật Tỷ như luân hồi thụ, cái này không chỉ có thể để hắn sống tiếp Còn có thể sống càng tốt hơn Thần vật như vậy, 12.000 tỷ năm mới có thể trưởng thành Có thể không bảo bối sao Ở trong mộ lớn hắn dựa vào các loại thủ đoạn bố trí khi còn sống, vẫn có thể dễ dàng chấn áp tinh thần cảnh, thậm chí hàng hà cảnh cấp thấp cũng không ngoại lệ. Nhưng rời mộ lớn, vô tương thánh nhân chỉ là một đoàn tàn hồn, hơn nữa còn tự mình luyện hóa thánh uy, không hề có lực lượng uy hiếp. Nói cách khác, hắn ngoại trừ có thể cho Lăng Hàn một ít ý kiến ra, thì hoàn toàn không có tác dụng. Trong tinh thuyền, Lăng Hàn và loạn tinh nữ hoàng đều ngồi đó, đây chỉ có một cái khoang thuyền, cũng không có phòng nghỉ ngơi gì, nhưng khoang thuyền lớn hơn nhiều xuyên vân toa, có thể đồng thời chứa đựng 10 người. Bầu không khí có chút phi diệu, hai người đều không nói gì, nhưng bởi vì cùng một gian nhà nho nhỏ, Lăng Hàn có thể nghe thấy mùi thơm cơ thể của nàng, để hắn hơi ngứa ngáy tâm. Hắn gặp qua hình dáng của nữ hoàng, còn bị đối phương chủ động đầu hoài tống bão, từng có tiếp xúc thân mật, điều này làm cho hắn có quá nhiều không gian tưởng tượng. Không cho suy nghĩ lung tung, loạn tinh nữ hoàng đột nhiên trách mắng, Lăng Hàn lườm một cái, Chẳng lẽ người còn biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì?" Hắn khẽ mỉm cười nói, "Được, ta không nghĩ, Người còn đang suy nghĩ." Loạn Tinh nữ hoàng chỉ trích nói, "Thật sao?" Lăng Hàn cười to, sau khi gặp qua một mặt quyến rũ xinh đẹp của vị nữ hoàng này, hắn rất khó sinh lòng kính nể nữa. Tiếc nuối duy nhất của hắn chính là vị nữ hoàng này uy vũ, quyến rũ, thanh thuần, tuyệt diễm, nắm giữ các loại phong tình không giống, nhưng không có đáng yêu của tiểu nữ nhân nếu có thể yểu điệu cho hắn một cái liếc mắt phỏng trừng hắn sẽ hoàn toàn không chống đỡ được loạn tinh nữ hoàng tức giận đến sôi lên nam nhân này lại không có một chút xíu kính nể với nàng phản phản rồi nàng tức giận có một loại kích động muốn chấn áp lăng hàn nhưng nàng lập tức kinh ngạc một số nam nhân nói mấy câu lại có thể làm loạn tâm tình của nàng xong xong sau khi cùng đối phương tiếp xúc ra thịt trong lòng khó tránh khỏi gieo xuống cái bóng của đối phương cái này cũng là vì trước đó nàng giữ mình quá trong sạch bằng không cùng lăng hàn không có thật phát sinh quan hệ làm sao đến mức khắc cốt minh tâm như vậy tinh thuyền một đường bay qua cũng không có gặp phải tai nạn bất ngờ trong tinh không chỉ vài ngày sau bọn họ trở về hợp ninh tinh may mắn là tuy loạn tinh nữ hoàng rời hai năm nhưng trụ thiên bích lạc hoàng triều đều không có nhân cơ hội tấn công loạn tinh hoàng triều cũng đúng bọn họ làm sao biết loạn tinh nữ hoàng trở về khi nào nhưng lăng hàn liền khó chịu bởi vì lẫm thiên tông sát hạch vào tông từ một năm trước liền kết thúc, hắn đã mất cơ hội. Ba vị huynh trưởng, còn có hách liên thiên vân, đồ đệ đinh bình, đều được lẫm thiên tông chọn lựa, đi tới phi vân tinh. Hơn nữa, nghe nói Vũ Hoàng và Đinh Bình còn bị liệt vào đệ tử hạt giống, được trọng điểm bồi dưỡng. Ngoài ra, Thủy Nhạn Ngọc cũng tiến vào lẫm thiên tông, tuy nàng không có đặc thù gì, nhưng lấy tuổi tác của nàng lại thêm tu vi, cũng có tư cách tiến vào lẫm thiên tông, chỉ là vô duyên với đệ tử hạt giống.